Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác cứ cân nhắc mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship, để nó chỉ có đơn giản như vậy thôi để phục vụ các bác. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao các bác lên cho em đó là cái các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Lên cho em là dao gọt 2. Con này chiều dài của nó khoảng 20 cm. Hàng của thương hiệu Wabo này. Đấy, Wabo Japan. Con này nó sẽ là dòng liền thân nhá. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Một cái dây bóng dai nhá, dây bóng dai như này mà em còn dọc được nhá. Là các bác thấy cái độ bén của nó rồi. Đấy, tức là nó phải siêu bén luôn thì nó phải dọc được cái dây bóng dai như này. Đấy, còn đối với giấy thông thường thì nó quá đơn giản thôi nhá. Đối với giấy thông thường thì quá đơn giản rồi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con dao gọt 2 như này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con dao gọt 2 như này nhá. Lên mã giúp cho em là đó là dao gọt 2 nhá. Gọt 2. Giá sẽ là 80k cho một chiếc dao gọt 2 như này. Chiều dài khoảng 20 cm nhá. Gọt 2 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, robot hút bụi. Giá thì chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho mấy em robot như này các bác. Đấy, 120k. Đây, ở nhà các bác chỉ cần ấn cái nút này cho em là nó chạy thôi. Đấy, tháo cho em cái phần cản pin này ra này. Đây nó có phần cản pin, tháo ra cho em và tháo cái chân này ra. Đây là cái chân này điều hướng này. Nó xoay nó sẽ điều hướng. Đây. Đây khi em mở máy ra cho các bác xem thì hàng mới tinh nhá. Đấy, hàng mới tinh. Chưa hề có một hạt bụi nào luôn, bóng loáng luôn nhá. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem. Đấy, hút thử cho các bác xem, cảm nhận được cái độ sạch của nó nhá. Đây, đấy, các bác bật lên cho em. Máy chạy này, đấy, rất là ngon lành nhá. Đấy. Con này thì nó chạy được cả trên thảm, cả dưới đất nhá. Đấy, cả trên thảm này, cả dưới đất đều ok hết nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, máy đang chạy đây, rất ngon lành luôn. Máy đang chạy đây, đấy. Đấy, đây là em cho chạy trên thảm nhá. Còn chạy dưới đất thì các bác này, đấy, chạy dưới đất đây. Đó, các bác thấy không? Rất là ngon luôn. Con này thì miễn chê luôn, nó chạy cực kỳ là khỏe, êm ái và ngon. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 120k thôi. Đấy, đây bây giờ em sẽ cho nó dừng để test cho các bác xem. Đấy, em đã cho nó dừng rồi. Bây giờ các bác em mở nắp cho các bác xem cái lượng bụi bên trong nhá. Đấy, nó chỉ chạy có khoảng 30 giây thôi nhưng mà các cái lượng bụi mịn của nó đã hút vào nhiều như này các bác này, đặc biệt là các cái phần bụi lông bụi mịn này. Đấy, các bác thấy không? Đây, đấy, thì những cái bụi mịn này nếu như mà thông thường các bác dùng gọi là dùng chổi quét thì không bao giờ quét được những cái dòng bụi mịn như này. Bụi to thì không nói làm gì rồi, những cái bụi mịn như này thì dùng chổi thông thường là không quét được. Và khi đó thì các bác dùng con máy hút bụi này cho em thì nó rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác nên dùng con này, cực kỳ là tiện ích luôn, rất sạch sẽ tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá, nó gọi là cái giá quá hạt rẻ để tri ân rồi. Đấy, giá này là giá tri ân các bác rồi nhá. Đấy, chỉ có 120.000 thôi, 120.000 cho một con máy hút bụi như này. Đấy, thì các bác lên cho em là robot hút bụi nhá, tại vì bên shop có cả dòng máy hút bụi nữa. Lên cho em là robot hút bụi này, robot này, đó, robot hút bụi. Giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá, 120.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo tỉa inox nhá, hàng made in Japan này. Đó, kéo tỉa inox đây, hàng made in Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm thì rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây các bác này, đây, cắt tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm này. Đây, đấy, những cái dây bóng này cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, thì các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm thì rất là tuyệt vời luôn các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đó, các bác theo đây. Đấy, phần của nó thì nó sẽ có cái phần đầu giáp lưỡi cưa như này, thì khi mà các bác dùng thì nó rất là bám cây nhá, không bị trượt nhá. Đó, bám cây bám lá rất là tốt luôn, chuyên để tỉa dăm. Lên cho em là các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, hàng made in Japan, nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, hàng made in Japan này. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50k cho con kéo tỉa inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá, có màu đen, màu xanh và màu ghi như này. Đấy. Giá thì bên shop trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ theo combo. Đấy. Bán theo combo các nhá. Đây, đấy, đây con này.
rất là ngon lành luôn, có cái cao su chống dính rất là tốt nhá, hàng hàng bằng bằng vải, bằng vải 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 mịn nhá, nó sẽ là bằng vải này, đấy, hàng bằng vải dệt 5D, đấy, cực kỳ là thoáng khí, các bác dùng không bị nóng tay và rất là ôm tay luôn, em cầm bút viết thoải mái luôn. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá, đấy, găng tay lao động này, đó, lao động giá của nó sẽ là 5 đôi sẽ là bằng 40k đấy, và 12 đôi thì sẽ là 70k nhá, 70k đó, một bịch này của nó là 12 đôi là 70.000 đấy, còn các bác mua lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên, 5 đôi sẽ là 40.000, 40.000 cho 5 đôi đó, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác luôn đó, 5 đôi chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì đây bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng đây, đây nó sẽ là một cái nắp cống như này đấy, nắp cống bằng đồng nhá, bằng đồng nguyên chất như này, thì khi các bác dùng thì nó rất là ngon luôn đó, khi các bác dùng nó rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng này đấy, đây các bác nhá, đó, bằng đồng nguyên chất này, khi các bác cho nước vào thì nước xả nước thì nó bị mở nắp nhá, còn không thì nắp nó luôn đậy như này thì nó sẽ ngăn mùi cho các bác rất là tốt luôn, nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k đấy, lên xem là nắp cống đồng nhá, nắp cống đồng này 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một cây nắp cống đồng. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4 cm đến 6 cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhá các bác nhá. Thực sự không có mùi hôi nữa khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá. Có thể lắp cho ống cống từ 4 cm đến 6 cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá, ô dù Nhật tự động đây. Đấy. Thì giá thì chỉ có 80k thôi, nó sẽ có các màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy. Con này ưu điểm của nó rất là tiện này, khi các bác mở ra thì chỉ cần bấm này là nó sẽ bật ra. Đấy, bấm này nó sẽ bật ra. Dòng ô này của em thì nó sẽ là dòng ô nan kép nhá. Đấy, nan kép cho các bác khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, khi các bác bấm vào thì bóp này nó sẽ vào thôi. Đó, còn khi mình cho vào rồi thì mình lại bóp vào này, bóp này nó sẽ ra này. Đấy, bấm vào nó sẽ vào. Dòng này của nó là dòng nan kép 10 nan nhá. Đấy, nan kép 10 nan, dùng thì cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là ô dù Nhật nhá, ô dù Nhật. Giá thì chỉ có 80k một chiếc thôi. Ví dụ như các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Một tay mình có thể mở ô ra được rồi. Đấy, thì khi các bác ở trên ô tô xuống này hoặc là tay mình đang bận cầm cái nọ kia thì các bác không cần phải sử dụng hai tay mà chỉ cần một tay là mình đã bóp được vào rồi. Đấy, lưu ý các bác là mở vào và mở ra đều phải ấn nút hết nhá. Hai cái mũi tên đi lên đi xuống này. Đó. Lên cho em là ô dù nhá. Ô dù Nhật này, giá sẽ là 80k một chiếc. 80k cho một con ô dù Nhật thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Đây. Đấy một con chổi cọ bàn ghế như này. Các bác chiều dài của chổi thì khoảng 20 cm. Các bác dùng để mình kỳ cọ bàn ghế này. Đấy rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 35k thôi nhá. 35k cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Hàng rất đẹp và giá hợp lý rồi. Đây, các bác kỳ cọ bàn ghế hoặc là ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất là tiện, nó là đầu chổi lông như này. Đấy thì các bác dùng để cọ bàn ghế này, quét ban thờ này hoặc là vệ sinh chỗ nào cũng được, nó rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật đây. Đấy. Hàng của Nhật này, Polis này, made in Japan các bác nhá. Đấy, độ rọi xa thì từ 600 đến 1000 mét này, 600 1000 mét có kèm các sạc nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Thứ nhất là sẽ có phá kính này, phá kính này, thứ hai là cắt dây này, thứ ba là có nam châm hít nhá. Có nam châm hít này. Đây. Đấy, đây nó có nam châm này. Đấy nam châm hít này các bác này. Đấy, đây có nam châm hít nhá. Thứ tư của nó sẽ là có sạc ra cho điện thoại này, có sạc ra cho điện thoại này. Đấy, thứ năm của nó thì nó sẽ là có la bàn này, la bàn. Thứ sáu là có còi hú này. Đấy, có còi hú cho các bác luôn. Con này thì đang bị hết pin rồi. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Con này đang bị hết pin nhá. Đấy. Em test con khác cho các bác xem. Đấy, đây. Đây này, đó đây nhá. Đó. Có còi hú cho các bác nhá. Đây, có còi hú này. Đấy, có còi hú này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đèn sáng ở đây này. Đấy. Đèn sáng trắng này. Đấy, các bác nhấn lì thì nó sẽ là đèn đỏ cảnh báo này. Và các bác nhấn lì nữa thì nó lại về cái đèn pha đằng trước nhá. Pha của nó rất là rọi luôn đấy các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Ban ngày mà em rọi cái pha của nó còn như này các bác này. Đấy, thì rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá.
lên mã giúp cho em đó là đèn pin cảnh sát Nhật này, đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 100 Mỹ. Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin này đấy, cảnh sát Nhật, đèn pin cảnh sát Nhật giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này đấy. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chắn bếp ga nhá. Cái này thì các bác dùng công năng của nó thì các bác biết rồi, dùng để chắn cho cái bếp ga nó khỏi bị gió nó tạt đi và tránh cái lực là bị hao ga nhá, bị hao ga khi mình đun thì nó không bị hao ga đó. 25k một chiếc, 25k lên cho em là chắn bếp ga nhá, chắn bếp ga đấy, chắn bếp ga giá sẽ là 25k, 25.000 cho một chiếc chắn bếp ga như này đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Các bác lên cho em là kéo hộp đỏ, đây nó sẽ là một con kéo cắt cành, dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp rồi, bên shop mà em cũng bán rất là nhiều rồi đấy. Kéo cành hộp đỏ này đấy, đây một con kéo cành hộp đỏ như này, hàng thì nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này đó, made in Japan. Con này thì các bác dùng để cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn đấy, cắt cây cắt cành, tỉa cành, cắt cành dăm, cành diếc đều ok hết nhá, hàng nội địa của Nhật có chữ triện hẳn hoi nhá. Đấy đây, rất là ngon lành như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Con này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá, kéo hộp đỏ. Đấy, phần cán này của nó thì liền thân và có ốp gỗ nhá, cán liền thân ốp gỗ này. Hàng này cực VIP luôn. Đấy. Nếu con này các bác mua trên các cái sàn nó bán cho các bác khoảng 3 đến 500.000, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho các bác giá chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ giá của nó sẽ là 150k nhá, 150.000 cho con kéo hộp đỏ như này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác hai cái mẫu sản phẩm đó là dầu gội đầu. Đấy, sang mùa hè rồi thì các bác lại dùng dầu gội đầu nhiều, và bên em thì vẫn cung cấp cái dòng dầu gội đầu clear này. Đấy, dầu gội đầu clear đây, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng dầu gội đầu clear như này, cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá, 80k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Có hai màu, màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, nam nữ đều dùng được cả, rất tiện ích cho các bác luôn. Dầu gội đầu clear, hàng của thương hiệu Unilever nhá. Đấy, sản xuất tại Thái Lan con này, đây Bangkok Thái Lan con này đó, Bangkok Thái Lan này, giá sẽ là 80k cho một lọ dầu gội đầu như này, có màu xanh và màu trắng nhá, màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây, các bác lên cho em là đệm ghế này, đây nó sẽ là một cái đệm cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây con này, đây nó sẽ là một cái đệm như này. Đấy, và con này thì nó sẽ là dòng đệm cao su non nhá, đệm cao su non chống trơn trượt cực kỳ là xin lỗi các bác là ngồi thì cực kỳ là êm luôn, và độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Đấy, các bác có thể để cả quả trứng lên đây ngồi cũng không bị vỡ luôn. Đó, giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đệm ghế như này thôi. Các bác lên xem là đệm ghế, giá sẽ là 80.000, thì các bác có thể ngồi để mình gọi là chống, đặc biệt là các bác nào hay bị trĩ này, đấy, trĩ nội trĩ ngoại, hoặc là bị đau lưng, đấy, đau lưng mỏi lưng, thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là êm ái. Thì các bác chỉ cần đặt lên cái ghế làm việc của mình hoặc là cái ghế sofa đó, để mình ngồi nó rất là tiện ích luôn. Chiều dài của nó khoảng 35 và chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá, 25 đó. Đây mã giúp cho em là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 nhá, đệm ghế này đó, đệm ghế giá sẽ là 80k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái đệm ghế này luôn. Đây con này. Đệm lót mông silicon chống ngay mông, đau lưng, đau cuộc sống, chống bệnh trĩ, đau thần kinh tọa, dùng cho người thường xuyên phải ngồi nhiều như dân văn phòng, học sinh, sinh viên, các mắt tài xế. Đệm được thiết kế theo cấu trúc tổ ong đối xứng hai mặt, chất liệu silicon đàn hồi, không biến dạng dù bị kéo, không sợ xẹp lún, dễ dàng gấp gọn mang đến văn phòng, lớp học, công xưởng. Đệm lót mông silicon chống ngay mông. Sao các bạn thích ngồi đệm silicon này quá, phân tán được tốt quá trời, ngồi lên trứng sống không vỡ luôn mà. Đệm này là mình lót ghế ngồi gần cả năm rồi đó, thậm chí mình còn hốt thêm để cho ba mẹ mình dùng nữa. Vì trong các loại đệm ngồi thì mình thấy loại này khá rẻ mà vẫn rất là thông thoáng, dễ vệ sinh, chất liệu là silicon nên độ đàn hồi và phân tán lực của nó cũng khá tốt. Lấy tay nhấn đè cái trứng này xuống mà cái trứng còn nguyên, ngồi hẳn lên cái trứng luôn mà không bể luôn mà. Ngồi không bể thì đập cho bể để còn ăn trưa nữa chứ. Đệm này sẽ rất phù hợp để lót lên mấy cái bộ ghế gỗ hay là ghế cây có cái bề mặt phẳng. Còn những cái ghế mà đã có đệm sẵn rồi như là ghế văn phòng thì nó sẽ hỗ trợ êm hơn chút xíu. Như ba mẹ mình hay ngồi làm việc là dùng cái đệm này ngồi nhiều lắm, mà ngồi dưới đất thì đừng có nhảy cứ oạch giống vậy nha. Đầu á, đệm lần này mình hốt thử ở trên TikTok shop thì nó vẫn rất êm như cái đệm trước nay mình ngồi. Đệm đó, rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini các bác này. Đấy, hàng đồ kim khí này, bộ khoan mini cho các bác luôn. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm là một cái bộ khoan đựng trong một cái hộp như này.
rất chất lượng xịn sò, giá chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một máy khoan như này nhá. Đấy. Đấy, rất là ngon luôn. Con này thì các bác có thể xoay ấn cái lẫy này xoay thẳng này cho em. Đó, tiện không? Các bác có thể dùng thẳng này. Dùng thẳng cũng được mà các bác có thể dùng hình khẩu súng cũng được. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn nhá, chạy rất là khỏe luôn. Đó, các bác có thể đảo đi như này. Đảo đi như này cho em. Đó, đây. Rất tiện nhá và có đảo chiều ra vào nhá. Ngoài ra thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là có tới cho các bác là 30 đầu vít này. Đây, đấy, chọn bộ này, 30 đầu vít này. Đấy, rồi các cái đầu khẩu này, một cáp sạc này, một cái đầu ngoắt nghéo này. Đấy, và hai mũi khoan này, hai mũi khoan, một đầu nối và bốn đầu vít này. Đó. Lên cho em là khoan mini nhá. Đấy, chọn bộ sản phẩm như này chỉ có 180.000 thôi. Đấy, khoan mini đầy đủ chi tiết cho các bác luôn mà giá chỉ có 180.000 thôi. Khoan mini nhá. Khoan mini này. Khoan mini 180k cho một bộ khoan mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ có cánh quạt này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt này, và có một dây như này. Bộ này chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một bộ sen quạt thế này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt, bao gồm một sen quạt này và một bộ dây có đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trực tiếp trên tay như này, các bác không cần phải đưa vào gật gù để mình đóng ngắt này. Và có cho các bác là tăng giảm ở đây nữa nhá. Đóng ngắt tăng giảm đầy đủ cho các bác luôn. 100.000 cho cái bộ vòi sen quạt tăng áp như này. Đấy. Giá thì cực kỳ mềm mại rồi. Chỉ có 100.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Các bác chả đi đâu mà mua được cái bộ như này mà giá 100.000, em bên em bán cả 1.000 bộ rồi. Lên cho em là sen quạt này. Đấy, sen quạt tăng áp giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lấy dây tai đèn này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu lấy dây tai và một đầu gắp luôn, tất cả đều có đèn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video cho các bác xem luôn cho nó nhanh. Đấy, thực tế luôn. Còn đèn này trong nó đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho bé, nhưng đó, nếu không biết cách lấy hoặc sử dụng những vật dụng cứng sẽ làm cho bé rất đau. Đấy, có đèn bật lên được luôn các bác này. Đó. Và có bộ gắp cũng có đèn luôn, rất tiện nhá. Đấy, hai cái luôn. Combo cho bác hai cái. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng bao gồm cho các bác là 5 khay. Ở đây thì nó sẽ là cả khay cả nắp luôn, cả khay cả nắp luôn. Hàng thì rất là đẹp, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, em gọi nó là siêu mỏng thôi chứ nó cũng không đến nỗi là quá mỏng đâu. Nhưng mà em gọi thế để cho các bác yên tâm. Các bác nhận hàng cũng đến lúc các bác nhận hàng các bác lại chê là mỏng thế. Tại vì cái giá của nó rất là hợp lý rồi, một cái bộ 5 khay inox như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Đấy. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 khay siêu mỏng nhá. Bộ 5 khay. Bộ 5 khay siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k. Ưu điểm của con này thì các bác dùng để bỏ thực phẩm thức ăn trong tủ lạnh nó rất là tiện này. Đấy, có nắp đậy cho các bác không bị mùi. Và một bộ là 5 chiếc. Chiếc to nhất thì vào khoảng là 20 cm. Và đây. To nhất thì là 18 cm nhá và nhỏ nhất là 10 cm thì nó sẽ có combo cho các bác sử dụng rất là tiện luôn. 50.000, tính ra vào có 10.000 một chiếc thôi, 10.000 cái khay này thôi. Đó, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô. Đấy, bơm tẩu ô tô thì con này các bác chuyên dùng để mình bơm ô tô thôi nhá. Bơm ô tô thôi. Đấy, và các bác phải có ô tô con thì mình mới dùng được. Hàng thì của thương hiệu Toyota nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô nhá. Giá thì chỉ có 180.000 thôi, 180.000. Đây, đây nó sẽ là cái đầu bơm của nó này. Và đây là cái dây dẫn này. Đấy, dây dẫn để các bác có cái đầu tẩu này các bác cắm vào ô tô nhá. Chứ không, các bác không, cái này không dùng cho xe máy được đâu. Đấy, không dùng xe máy, không dùng điện được. Mà con này phải bác nào có ô tô thì mới dùng. Ô tô thì nó sẽ có sẵn tẩu rồi. Đấy, các bác cứ để trên ô tô. Ví dụ như là xe cộ có vấn đề gì thì các bác ấy vào cho em. Nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Giá sẽ là 180.000 trong cái bộ bơm tẩu ô tô này thôi. Hàng thương hiệu Toyota. Đấy, các bác yên tâm sử dụng. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đài FM của Nhật. Con này thì hàng bên shop bán rất là nhiều rồi. Và dòng này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Nó sẽ là vừa là đài FM và kèm thêm cho các bác là một cái đồng hồ luôn. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cho em cái miếng shop ở đây ra này. Sau đó thì bật lên là đồng hồ sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ thì nó đang chạy đây rồi.
Đây thì nó sẽ có tích hợp cho các bác là một dây sạc và một cái viên pin. Pin này là pin 16850 nhá, và một dây sạc này. Đấy thì các bác dùng hết các bác có thể sạc pin vào. Để mình sử dụng thì con này mình sử dụng thì mình không cần phải cắm điện trực tiếp mà mình sạc pin, kéo dâu lên cho em, sau đó thì mình bật này. Đấy, bật cái này thì nó sẽ là vừa volume này. Đấy, volume vừa là bật nguồn luôn mà các bác dò đây cho em này. Đấy các bác dò đây cho em. Đây, mình dò đây. Đấy. Thì các bác để cho em chế độ FM nhá. Đấy, FM. Sau đó thì mình bắt đầu dò. Dò là nó sẽ ra thôi. Đây các bác này. Đó. Nhưng mà trong những thảo dược và đông y thì nó có ba cái nhược điểm rất quan trọng khi chúng ta sử dụng, chúng ta biết là nên khắc phục ba cái nhược điểm này. Cái nhược điểm ta chú ý là cái nhược điểm đầu tiên thường là những cái thảo dược đó hoặc là những cái sản phẩm gì đó thì bỏ thường chưa? Là liên quan đến cái vấn đề sạch sẽ hoặc là bảo quản, hay là quan trọng là cái vấn đề là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếng rất là hay các bác nhé, tiếng rất là hay luôn. Thì cái này các bác có thể mình dò các đài, cái này thì nó khá là nhiều đài luôn. Đó, khá là nhiều đài thì các bác cứ dò đây cho em này. Đấy, các bác cứ xoáy cái này dò đây. Con này ngoài nghe đài thì em giới thiệu thêm cho các bác một cái chức năng đó là MP3 nhé. MP3 thì các bác có thể kết nối điện thoại để mình nghe MP3 cũng rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em cái mã này, nó là đài FM. Giá thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. 260.000 cho con đài FM này các bác nhé. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đã bao gồm phí ship này, đài FM này, đài FM 260k. Đó. Tiếp theo thì một cái mã sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Nó sẽ bao gồm là một súng như này và có cho các bác là tới 4 đầu luôn. Đấy, đầu tròn, đầu tày, rồi đầu chữ Y như này. Về các bác giữ lì này cho em này. Giữ lì này sẽ lên này và các bác đẩy lên nó sẽ có 6 cấp độ rung này. Đó, 6 cấp độ rung như này. Đấy, ấm đây. Và các bác giữ lì nó sẽ tắt nhé này các bác này. Máy nó rung rất là mạnh luôn nha. Dùng rất là mạnh luôn và nó đánh vào các cái phần bắp thịt này. Đấy các anh này. Đấy. Đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy này rất là tốt luôn. Thì các bác đau mỏi cổ, vai gáy, đau lưng, các bác có thể sử dụng cái này để massage. Anh em các bác cũng có thể mua để mình làm quà cho cha, cho mẹ, rất là ok. Đó. Giá thì rất hợp lý cho bác nhá. Chỉ có 160.000 thôi. Cái này 160 tươi hay 170? 170 các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn đấy. Đấy, nó hình khẩu súng như này. Hình khẩu súng như này lên cho em là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn này. Súng thư giãn giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cho con súng thư giãn như này. Có lên cho em tên là súng thư giãn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cân. Cân sức khỏe hàng của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này thì rất là tiện. Đấy, nó có kèm cho các bác là hai viên pin luôn. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Rất là ngon cho các bác luôn nhá. Con này thì về nhà các bác tháo cái nắp này ra này, sau đó lắp cho em cái viên pin này vào. Giá thì một cái cân sức khỏe này đổi cho anh cái biển kia đi. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một con cân như này các bác này. Đấy. 100k cho một cái cân như này, rất tiện ích luôn. Đây, lắp cho em cái này vào này. Đó. Lắp vào sau đó thì các bác ở đây nó có cái nút nguồn này. Đấy, nút nguồn khi các bác dùng thì các bác không dùng thì các bác kệ nó tự tắt, còn khi các bác dùng các bác nhấn cái nút nguồn lên cho em. Đây. Để em thử cân luôn xem là tình hình sức khỏe, cân nặng sau khi qua ăn chơi Tết nó sẽ là bao nhiêu. Đấy. Đấy, tình hình cân nặng của em thì khá là bình ổn. Đấy, khá là bình ổn luôn. Có cả nhiệt độ luôn nhá. Đây, cân nặng của em đợt này chỉ có 65 kg thôi. Hơn 65 cân một chút các bác nhá. Đó, hơn 65 cân một chút. Và giá thì sẽ là 100.000. Và con này có cả cập nhật nhiệt độ luôn nhá, cả cân nặng, cả nhiệt độ luôn. Đây. Đấy, 23 độ C miền Bắc, hiện tại đang 23 độ C và hôm nay là ngày hôm nay là ngày mùng 7 Tết nhá. Đó, ngày mùng 7 Tết, nhiệt độ là 23 độ C. Bà con nông dân thì đã bắt đầu xuống đồng. Đấy, anh em công chức thì
công nhân công ty thì đã bắt đầu đi làm và nhà em thì cũng bắt đầu bán hàng trở lại. Thì qua mùa xuân mới thì gửi tới các bác một năm mới, cái lời chúc Tết, chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đấy, và tấn tài tấn lộc tấn bình an. Đấy, tiếp theo thì em lên cho các bác cái này, thì các bác lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nha. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100k cho mã cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái tăng đơ lược này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mã tăng đơ bao gồm cho các bác là một con tăng đơ rất là ngon như này. Đó, một con tăng đơ rất là ngon luôn. Đó, rất là ngon luôn các bác này. Đấy, có dây cáp sạc cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh cữ này. Đấy, điều chỉnh cữ các bác có thể điều chỉnh được hết nhá. Đấy, và con này dòng này của nó ưu điểm là không ăn da. Đấy, không ăn da cho nên các bác dùng nó rất là an toàn. Đó, đây đây đây. Đấy, em băm bổ thoải mái luôn nhá, không ăn da luôn. Đó, và nó cũng có cho các bác là 4 cái cữ như này, 4 cái cữ như này để các bác mình sử dụng này. Đấy, để mình cắt tóc cho trẻ em rất là ok luôn, lắp vào phát là xong. Đó, cắt cho trẻ em đây. Và cái cữ này thì nó cũng có cái để mình đẩy lên cho em. Đó, để mình lắp vào mình sử dụng rất là tiện nhá. Đây, giá thì tăng đơn lượng là bao nhiêu nhỉ? Giá là 110.000, có kèm cho các bác một cái lược như này. Đấy, và một cái chổi vệ sinh nữa. Đấy, thì các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 cho một con tăng đơ như này, giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược nhá. Đó, đây, các bác lên cho em là tăng đơ lược này, tông đơ lược, tông đơ lược, giá sẽ là 110k, 110.000 cho con tăng đơ lược như này các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao này. Đấy, bộ dao thì đây nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ, giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Đấy, 260.000 cho một bộ ba dao cán gỗ. Lên mã giúp cho em là bộ ba dao cán gỗ, bộ ba dao cán gỗ, giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Đấy, 260.000 cho một bộ ba con như này. Đây, thì em sẽ giới thiệu cho các bác lần lượt từng con một. Đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt nhá. Con dao chặt này thì cân nặng của nó khoảng 5 đến 7 lạng, 5-7 lạng. Hàng về theo lô, có lô thì 5 lạng, có lô thì 7 lạng. Đấy, thì em cũng giới thiệu thế cho nó chắc cú. Bản của nó cực dày luôn, bản của nó cực dày luôn nhá. Và con này của nó thì nó là thương hiệu Seki Japan này và có made in Japan khắc chìm luôn. Đây, made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó, đây là made in Japan này, chữ của nó là chữ Nhật. Giống như của chữ Việt Nam mình ấy, họ không in là made in Việt Nam mà họ in là sản xuất tại Việt Nam. Thì đây họ cũng in là sản xuất tại Nhật, đấy, made in Japan. Đó. Con này sẽ là 180.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cho con này. Tiếp theo là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000. Đấy. 80.000. Đây. 80.000 các bạn, dao siêu bén cho các bác luôn. Đây. Đấy. Dao siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dao của nó thì siêu bén này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Rất là bén luôn các bác nhá. Đó. Con này dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy. Dao rất là bén luôn. Đó. Con này các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con dao thái gỗ như này. Chiều dài của dao là 30 cm và bản của nó là khoảng 4 cm rưỡi. Đấy, chiều dài 30, bản 4 cm rưỡi. Lên cho em là thái gỗ nhá, thái gỗ, giá sẽ là 80k. Tức là nếu mà các bác mua cả bộ ba con thì con này 180, con này 180 là 260 bao ship rồi, là các bác được tặng kèm thêm một con này nữa. Đấy, thì con này các bác lên mã giúp cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một em dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Asaka Japan. Đó, cũng siêu bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn nhá, rất bén luôn các bác thấy không? Đó, rất bén luôn. Đấy, thì con này sẽ là 40.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là gọt gỗ 40k. Đó, gọt gỗ này. Gọt gỗ, giá của nó sẽ là 40k.
mua combo 3 con này là 260.000, mua con này được tặng thêm con bé này nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho anh em các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn mặt các bác này. Đấy, khăn mặt Hàn Quốc. Một bịch này là 10 chiếc, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 một bịch 10 chiếc, tức là tính ra vào có 6.000 một chiếc này thôi. Đó. 60.000 bịch 10 chiếc, còn các bác mua lẻ thì bên em bán sẽ là 20.000 ba cái nhá. 20k bằng 3 cái này. Đấy, còn mua cả bịch này thì sẽ là 60k. 60k trên 10 cái. Đấy, 60.000 trên 10 cái. Còn mua lẻ này thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Bên em bán từ 3 chiếc trở lên. Đấy. Khăn này của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể mua về thì đầu tiên các bác dùng để mình rửa mặt này, vệ sinh mặt mũi. Ngoài ra thì các bác có thể dùng các cái chức năng khác như là lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, rồi nói chung là lau đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho 10 chiếc. 60.000 cho 10 chiếc thôi nhá. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Lên mã cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy. Ngoài ra thì ngoài khăn mặt thì bên shop có về cho các bác cái dòng khăn tắm này. Đấy. Khăn tắm của Hàn Quốc đây. Đấy. Thì con này nó sẽ về thì nó sẽ có cho các bác là màu lẫn như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng lẫn màu như này. Nó lẫn màu này các bạn. Đấy, lẫn màu như này chứ không có nguyên một màu đâu. Đấy. Nhưng mà cái dòng này của nó thì nó khá là dày dẫn các bạn, khá là dày dẫn và to. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. To lắm, các bác dùng làm cái khăn tắm rất là thích. Đấy, kích thước 70 1m4. Rất to luôn, anh em các bác thấy không? 70 1m4, to khủng khiếp luôn. Đó, chùm kín cả người luôn. Có dây đai như này để các bác đeo này, rất là tiện nhá. Đeo lên nhà tắm rất là tiện này. Đó. Giá thì bao nhiêu? Một cái giá cực kỳ sốc và ưu đãi cho các bác luôn. 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Đấy. Các bác đi được mua được ở đâu một cái khăn tắm đẹp như này? Bằng sợi bông tự nhiên, thấm hút nước tốt. Mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40 cành một em. Đấy. Giá này thì nó gọi là giá siêu hạt rẻ rồi. Đấy. Giá siêu hạt rẻ rồi, khăn tắm Hàn Quốc. Giá sẽ là 40k nhá. 40k, kích thước của nó 70 nhân với lại 140 cm. Rất to luôn. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây bằng đồng nhá. Bên em gọi nó là vòi tưới cây bằng đồng. Đấy, tại vì là cái đầu ra nước của nó là bằng đồng. Đấy. Cái đầu vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, vòi đồng tăng áp thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Các bác có thể điều chỉnh tia nước này. Đấy, điều chỉnh tia nước to nhỏ ở đây. Đó, và các cái đầu để các bác kết nối với các loại dây, các loại vòi đều kết nối được hết nhá. Đấy. Các bác cứ kết nối vào đây cho em, rất chắc chắn luôn. Để các bác dùng để mình xịt rửa xe này, tưới cây này. Đấy. Con này thì vừa là kết nối nhanh này, tiện dụng này. Và giúp cho các bác dùng thì khi dùng thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Có 4 cái cốt, 3 cái cốt nối như này. Đó, 3 cốt nối như này. Lên mã giúp cho em đó là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một cái vòi đồng tăng áp như này. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng này tăng áp giá sẽ là 50k nhá. 50k một chiếc đây. Các cái đầu cút nối thì về nhà các bác nối như này cho em này. Đấy. Các cái đầu vòi nối nó đều nối được vừa hết nhá. Đều nối được hết. Đấy. Rất là dễ sử dụng thôi. Đó. Rất đơn giản. Đây em sẽ có cái video cho bác xem. Vòi tăng đây, áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm. Cái này vòi tăng áp lõi đồng cao cấp có 3 chế độ tặng kèm van xiết. Lực nước được tăng gấp 300 lần so với thông thường. Anh chị có thể rửa sân, rửa xe máy, tưới rau, rửa xe ô tô. Bên em đang siêu 40% nhanh tay đặt anh chị nhé. Đấy, con này của họ bán thì nó chỉ có cho các bác là một cái đầu xiết thôi, nhưng bên em có cả đầu nối luôn. Giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái phao nước nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dạng phao nước như này. Thì về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước này cho em. Còn cái này là đầu xả ra. Đấy, nó kết nối vào đây. Và khi nước nó nâng lên là nước ngập 1cm là đầu vòi nước sẽ tự ngắt, rất là tiện. Thì các bác có thể lắp vào các cái vị trí như là
phòng phòng ví dụ như là van xả này, xả ra xô để các bác rửa này, test nước này, hoặc đa di năng luôn, tất cả các vị trí đều ok hết nhá. Đấy thì các bác lên cho em đó là phao nước nhá. Đấy, lên cho em là phao nước, giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá, 70k cho một cái phao nước như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, thôi là cái tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thông cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì vì cái chế độ cấp nước và ngắt nước tự động này rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi mọi người nhìn nè, thì hiện tại là nước đang dâng lên nha. Và chạm vào van thông cơ 1cm nữa thôi là sẽ tự động ngắt nhá. Và bây giờ thì em sẽ làm thao tác là múc nước ra cho cả nhà xem. Thì nước lại tiếp tục dâng lên nhá. Và cũng đang gọi là chạm vào van thông cơ 1cm là sẽ tự động ngắt. Thì về cái chế độ cắt nước và ngắt nước tự động này. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đấy, rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái con thước laser các bác nhá. Đấy, thước laser. Thì con này bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, và con này cũng siêu tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái thước như này. Đấy. Một cái thước như này các bác này. Đấy, một cái thước như này thì rất là tiện các bác này. Đấy. Con này là nó hồng đa di năng luôn. Đây là cái phần cản pin các bác. Giật cái cản pin ra cho em, bật công tắc lên. Đó, bật công tắc lên thì cái phần laser nó sẽ hoạt động nhá. Đấy, đây. Đây, laser này các bác. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là hai tia nhá. Tia đứng, tia nằm và tia dấu cộng nhá. Dấu cộng là tia lấy góc vuông đấy. Đấy thì các bác gạt ở đây cho em để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Đó, đây. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con, 90.000 cho một con thước laser như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Ngoài tia laser đây, đấy, tia laser này các bác này, rất là rõ luôn nhá, rất rõ luôn. Đó. Thì sẽ còn có cho các bác là đây. Đây tia này là tia này là tia nằm này, đấy. Tia này là tia đứng này. Và giữa này thì sẽ là hai tia này. Đấy, các bác thấy không? Đây rất rõ luôn nhá, rất rõ luôn, các bác thấy không? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái mực nước nữa này. Đứng, nằm và nghiêng. Đấy, một cái thước đo 15 cm và một cái thước rút 2m, 2m 2m rưỡi gì đấy. Đây. Đấy, một thước rút 2m, 2m rưỡi nữa. Bóp nó sẽ vào. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì một cái con thước laser như này bên shop đang gửi tới anh em các bác, cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Giá rất yêu thương cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 thôi, 90k. Lên mã giúp cho em đó là thước laser. Thước laser nhá. Thước laser 90k một em, 90.000 một em thước laser như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chống giật bình nóng lạnh. Giá thì chỉ có 40k một chiếc này thôi. 40k cho một em như này. Chuyên dùng để chống giật bình nóng lạnh, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Về nhà các bác chỉ cần kết nối với cái dây dẫn nước bình nóng lạnh cho em là xong. Chống giật bình nóng lạnh 40k một chiếc. Các bác mua thì phải mua cả đôi nhá. Đấy, dùng cho em cả dây nóng cả dây lạnh luôn. 40.000 một chiếc. Đây em sẽ có cái video luôn. Lắp đặt ở đầu ra nước. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh. Lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Mặc một cặp, an toàn hơn cho cả nhà, tránh mọi sự cố đáng tiếc xảy ra. Đây là cặp van chống giật cho bình nóng lạnh, lắp đặt ở đầu ra nước nóng và lạnh của máy nước nóng. Có thể ngăn chặn rò rỉ điện khi sử dụng máy nước nóng, tránh gây tai nạn điện giật. Việc cài đặt cũng rất đơn giản. Chỉ cần rút nguồn điện, đóng van góc nước lạnh, mở vòi nước nóng để giảm áp suất, tháo ống nước nóng lạnh, lắp đặt van chống điện tại các cửa cấp nước nóng lạnh, sau đó nối ống vào từng chống điện. Bằng cách này, ngay cả khi máy nước nóng bị rò rỉ điện, nó sẽ không gây hại cho cơ thể con người. Đấy, rất ngon, mà giá chỉ có 40.000 thôi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đây nó sẽ là một cái đầu vòi nước rất là tiện ích các bạn. Đấy, nó sẽ là một cái mẫu vòi nước siêu tiện ích luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Qua theo, đây nha. Đó. Chia ra cho các bác hai đường nước luôn, hai đường nước. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu gen xoáy như này. Đầu gen xoáy này để các bác có thể kết nối với các cái đầu nguồn nước khác cũng ok. Lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Lên treo là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Vòi cam xanh, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chiếc vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy mài gót chân nhá, máy mài gót chân. Đây nó sẽ là một cái máy như này. Đấy, có kèm cho các bác là một dây cáp sạc và thêm cho các bác một viên đá nữa. Đây. Các cái phần chân tay các bác dùng mà nó lâu ngày nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy. Thì các bác dùng cái máy này các bác mài đi chứ. Đấy. Đây, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó. Con này nó yếu pin rồi, về nhà các bác sạc pin một chứ. Đấy. Bên shop đang gửi tới các bác một cái máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cái máy mài gót chân như này. Lên cho em là máy mài gót chân. Mài gót chân này. Máy mài này. Máy mài gót chân nhá. Gót chân giá sẽ là 100k. Bên shop có bán cả cao ngựa luôn. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ. Cầm anh lọ cao ngựa đây nào. Cao ngựa thì sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái típ cao ngựa. Đây. Đây. Đấy, cao ngựa đây các bác này. Đấy, đây cao ngựa đây. Sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Đây. Đấy, về nhà các bác bôi vào cho em thì nó giúp cho các bác là vừa là làm mềm. Đấy, và tái tạo các cái phần da bị lâu ngày nó bị khô. Đấy, bị khô. Khô nứt nẻ. Giá sẽ là 30k cho một lọ cao ngựa nhá. 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sơn inox nhá. Sơn inox. Đấy. Nó gọi là sơn inox tại vì là đây của nó sẽ là thành phần của nó là inox. Đấy. Khi các bác dùng thì nó rất là tiện. Đấy. Thì con này các bác chuyên dùng để mình phủ các cái loại sắt bị han gì đi hoặc là sắt bình thường các bác cũng dùng phủ được hết đây. Đấy. Nó sẽ là một cái lớp inox như này. Đó. Và dòng này của nó sẽ là inox 318 nhá. Inox 318. Đây. Thì khi các bác sơn phủ lên nó sẽ như này, rất là tốt luôn. Chống rỉ, chống ăn mòn và chống rỉ sét rất là tốt. Màu của nó là màu inox. Màu inox nhũ bạc này, rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80k cho một chai cho một cái lọ sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k trong bình sơn inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy thái rau nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy thái rau. Máy thái rau bằng tay. Đấy, con này thì nó sử dụng bằng tay thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Đây là cái cặp lưỡi của nó này. Lưỡi thì sẽ là có là lưỡi sợi tròn, sợi dẹt và thái lát nhá. Thái lát đó, rất là ngon. Về nhà các bác chỉ lắp ráp vào là sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 100.000. Cái này 100 à? 100.000 cho một con máy thái rau như này. Giá rất hợp lý các bạn. Đây 100.000. Đây mã giúp cho em đó là máy thái rau nhá. Máy thái rau. Giá sẽ là 100k. 100k cho mấy em máy thái rau như này. Đây em cũng có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đây các bạn này. Bạn có thể dùng để bào sợi rau củ quả, nghiền tỏi ớt. Nó là cứu cánh của tôi trong công việc nhà bếp. Nhanh, sạch sẽ và không lo bị đứt tay. Điều quan trọng là hình dạng được cắt ra tốt hơn và nhanh hơn so với hình dạng được tạo ra bằng dao. Và nó cũng rất dễ dàng để làm sạch. Máy cắt rau củ này không chỉ dùng để chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất là ngon luôn, giá thì chỉ có 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu sản phẩm của thương hiệu iPhone. Đầu tiên nó sẽ là sạc nhanh nhá. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Pro Max, một củ sạc và một dây. Một củ sạc và một dây. Đấy. Đấy, iPhone của Táo các bác này. Đây. Dòng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này. Đây. iPhone 14 Pro Max này. Đó. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái mã đó là củ sạc đa năng. Đây. Cũng dòng của iPhone 14 Pro Max. Đây. Đó, củ sạc đa năng nhá.
Con này thì các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Đấy, con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện và nó sẽ có hai chân Type C và hai chân USB, đều là dòng sạc nhanh hết nhá. Đó, iPhone 14 Pro Max. Đó. Giá sẽ là 80.000 cho cái củ sạc đa năng như này. Đấy, các bác lên cho em là củ sạc đa năng. Giá sẽ là 80k. Thì các bác lên đúng tên đúng mã cho em nha, tại vì khi quay thì em đã quay hai cái cùng nhau rồi. Thì các bác chỉ cần lên đúng tên là được. Cái này nó sẽ là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng nhá. Giá sẽ là 80.000. 80k cho con củ sạc đa năng như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên em về cho các bác sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa. Thì đây nó sẽ là một cái dòng như này, bao gồm các bác là một đầu như này để các bác lắp vào đầu máy khoan máy mài, máy khoan máy khoan pin, khoan điện và ba cái lưỡi cưa như này. Đó. Rất tiện ích luôn, combo cho các bác đầy đủ. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào sử dụng thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa. Giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là đầu chuyển cưa này. Rất rẻ các bạn, chỉ có 80k trong cái đầu chuyển cưa như này thôi. 80.000 trong cái đầu chuyển cưa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Bác Hào biết thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa. Tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi thích hợp. Công việc cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đó, rất là ngon. Con này các bác dùng chuyên để cắt gỗ chứ à? Rất tuyệt vời luôn nha. Đó, 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con sản phẩm, đó là cái con massage chân nhé. Lên cho em là thảm massage chân. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tấm thảm như này, một máy sung điện này và một dây sạc. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60.000 thôi nhá. 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân, giá sẽ là 60.000. Con này thì nó dùng là bằng massage sung điện. Đấy, massage sung điện dùng cực kỳ là thích luôn. Đó, và các bác về mình sử dụng thì rất là ngon. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn nha. Đấy, giá của nó sẽ là 60k nha, 60k. Các bác lên mã giúp cho em đó là thảm massage chân nha. Thảm massage chân này. Thảm massage chân. Giá sẽ là 60k nha. 60.000 cho mấy em thảm massage chân như này. Đây em sẽ có video luôn. Công nghệ Nhật đang là sản phẩm chăm sóc sức khỏe được nhiều người ưa chuộng. Với cả chức năng rung, xoa bóp từ nhẹ tới mạnh, tạo sự thoải mái cho người dùng. Ưu điểm của thảm là massage trị liệu cho ngón chân, bàn chân, kết quả massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau khớp, làm tăng mạch xương, điều trị những mắc bụng, giảm nguy cơ đột quỵ, tăng lưu lượng máu. Đó, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Rồi ok. Hello các bác, quay trở lại với shop phản ứng nhau. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 6mm, tức là nó vào hơn 5mm một tí các bác. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, làm vặt khi mà mình cần phải đo nhanh. Các bác đeo bằng móc khóa này luôn. Sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá. V10. Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa các bác dùng cho cửa nhà,
cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng cửa chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lại. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy đây, sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho em là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên theo là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành một em. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em. 100.000 một em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái Tangder 9D nhá, Tangder 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn. Siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy như này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xền xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xền xoẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xền xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong rồi các bác này. Đó. Hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 6 lưỡi. Mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng trong một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là 3 đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này, chấn viêm này rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán từ 200 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một cái con đuôi rất là tiện ích này. Đấy, thôi đừng bỏ được cái này không quay. Rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn, thì ở đây nó sẽ là một cái đuôi như này, có cả công tắc đóng ngắt này, về xoáy cho em cái đuôi bóng đèn đuôi E27, tức là bóng phổ thông, bóng nào cũng vừa hết nhá, đuôi E27 như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó, con này có thể điều chỉnh ngắt nghéo này, cắm ở đây cho em. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này. Rất tiện ích luôn, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá, keo dán giày. Giá sẽ là 20.000 cho một lọ keo dán giày như này nhá. 20.000 đúng không? 15.000 cho một lọ keo dán giày này nhá. Giá rất rẻ luôn các bạn, 15.000 cho một lọ keo dán giày như này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép, dán các cái sản phẩm đồ nhựa đồ nhiếc cũng ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng keo trong và nó là dòng keo, nó gọi là nó khô chậm cho nên là khi mình dán giày, dán dép rất là ok luôn.
Đấy, giày dép bị bong chốc các bác dán cái này cho em. Đấy, giày dép thì thường nó cũng hay bị bong rất là nhiều, thì các bác dán này cho em rất là ok luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và dung tích của nó là 60ml nhá. Lên cho em là keo dán giày giá sẽ là 15k cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn massage rồi đa di năng luôn. Ở đây thì sẽ là kèm cho các bác là bốn cái đầu massage. Chất liệu của súng thì bên trong là cuộn dây đồng hết nhá, và có kèm các bác bốn cái đầu massage này, các bác chỉ cần cắm vào cho em xong này. Khi bật thì mình giữ lìn cho em nhé, giữ lì cho em. Đấy, sau đó thì mình tăng cấp độ đây. Nó sẽ có 6 cấp độ các tất cả nhé. 6 cấp độ tất cả các bác này. Đấy. Con này thì nó hết pin rồi. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, con này thì hàng vận chuyển về nó để lâu nó hết pin rồi nhá. Đây, một cáp sạc này, 4 đầu massage này. Đó. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho một con súng massage như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000. Đây. Nó hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k. 170k một con. Hàng này thì rung cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nó rung rất là mạnh thì các bác dùng nó rất là đã. Đó. Có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, về nhà mình chỉ việc sử dụng thôi. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy, đây. Các bác để cho em lên dùng 6 cấp độ luôn. Các bác này. Rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để bát xa các cái bó cơ này, bắp tay bắp chân các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn nhá. Đấy, bác thấy không? Đấy. Và dây của nó thì quận dây đồng, khi bật thì tắt. Khi tắt bật thì giữ lì cho em. Còn con nào các bác nhận mà hay nó hết pin thì các bác sạc pin vào cho em, hàng thì em bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Các bác cứ sử dụng cho em trong vòng 10 ngày, lỗi em đổi mới cho bác. Đây, motor quấn bằng đồng hết này, động cơ không chổi than nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Nó có màu đen, màu xanh, màu ghi, nó có mấy màu như này. Các bác chuyên dùng để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau rồi đa di năng luôn. Thì bên shop bán theo combo nhá. Các bác mua lẻ thì nó sẽ là 4 đôi là 5 đôi 40.000, còn mua một bịch này là 12 đôi là 70.000 thôi. 12 đôi là 70.000. Hàng thì cực kỳ là ôm luôn, chất liệu của nó là sợi của nó là sợi len và dệt của nó là nó dòng dệt 4D. Dệt 4D, dệt 5D cho nên nó cực kỳ là thoáng khí này. Có cái vần cao su non này các bác cầm nắm khỏi trơn trượt này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng để mình làm găng tay đi ngoài trời mùa đông này cho nó khỏi rét này, khỏi băng giá này, hoặc là dùng trực tiếp để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, làm thợ cơ khí, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Một bịch như này bao gồm là 12 đôi nhá. 12 đôi là 70.000. 70k trên 12 đôi luôn. 70k trên 12 đôi nhá, 12 đôi. Đấy, còn lại là mua 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40.000 trên 5 đôi. Đó, 5 đôi là 40.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cặp lồng điện nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, thì nó sẽ có 2 tầng và có 4 cái âu như này. Bình thường nếu bây giờ các bác mua cho em một cái âu inox này, một cái âu inox sáng đẹp như này đã phải mất đi là vào khoảng là 3-40.000 cho một cái âu inox đẹp như này. Đấy, đẹp như này là phải 3-40.000. Thế mà đây bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là 2 tầng nhá, 2 tầng có 4 khay tất cả này. 4 khay 2 tầng, dây cắm điện các thứ đầy đủ, công tắc tắt bật, dùng để nấu cơm, hấp cơm thì nói chung là đa di năng được hết luôn. Rất là đẹp các bạn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, giá cực tốt luôn. Này nó có quai sách như này các bác dùng để mình mang đi công tác, đi học, đi làm, đi các nơi đều được nhá. Rất là chắc chắn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn luôn. Dung tích của nó là 2 lít và công suất là 200W nhá. Cắm cơm, nấu cơm các thứ đều ok hết này. Đây, đây là cái hình minh họa của nó này. Đấy. Cơm rồi ăn lẩu rồi nói chung là đun nấu canh kiếc đều được hết. Giá thì sẽ là 180.000. Lên xem là cặp lồng điện nhá, cặp lồng cắm điện trực tiếp luôn, cho nên bên em gọi nó là cặp lồng điện. Giá sẽ là 180k. Đó, bỏ tranh mấy cái món này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác Phương. Về cho bác cái nồi chiên ngập dầu nhá, nồi chiên ngập dầu. Đấy, hàng tráng đá như này. Hàng tráng đá này các bác này. Đấy, ba cái món này. Với lại cả cái hô chân luôn. Nồi chiên ngập dầu như này. Đấy. Một con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 trong cái nồi chiên ngập dầu như này. Con này rất là tiện các bác chiên nem này, chiên tôm này, nói chung là các cái dòng mà cần phải chiên ngập dầu
khoai tây với điếc chiên ngập dầu thì các bác đổ vào đây cho em. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tráng đá chống dính, đường kính 20 cm. Đấy, cái vỏ của nó đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đường kính 20 cm nhá. Đấy, lên cho em là chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, chảo chiên ngập dầu, ngập dầu giá sẽ là 100k thôi, 100.000 cho một em như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ này bao gồm 5 cái. Đấy, có nắp hết nhá, cái nào cũng có nắp của cái đấy luôn. Đấy, một cứ một khay một nắp nhá, một khay một nắp. Con to nhất thì đường kính vào khoảng là 18 đến 20 cm. Đấy, còn con nhỏ nhất thì đường kính vào khoảng là 10 cm. Đấy, thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì khay nào nắp đấy, cứ khay nào nắp đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 khay. 5 cái khay luôn. Đó, các bác đậy như này, mình bỏ đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh. Đấy, kích thước của nó thì từ 18 đến 10 cm. 18, 16, 14, 12, 10, 5 cái nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho 5 khay inox siêu mỏng như này. Tính ra chỉ có 10.000 chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc điện thoại đa chức năng như này. Đấy, bao gồm là dây cắm và một cái củ như này. Nó sẽ có cho các bác là hai chân tai C và hai chân sạc nhanh của USB. Đấy, các bác dùng để mình có thể là sạc đa chức năng. Đấy, sạc cắm sạc cho các loại điện thoại. Dòng này thì công suất là 20W của iPhone 14 Pro Max này. Giá sẽ là 80.000 nhá. Bỏ sang cái mài ba khe. 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao. Thì đầu tiên nó sẽ là một con mài đầu bếp này. Hàng này nó sẽ là hàng rẻ. Giá thì chỉ có 40.000 thôi nhưng mà mài cũng rất là ngon luôn. 1 2 3. Đấy, nó sẽ có 3 khe như này, các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em. Các bác cứ kéo đi kéo lại như này cho em từ 5 đến 10 lần cho một bên, một lỗ. Đấy là sẽ có 3 cái khe này là các bác kéo đi kéo lại cho em là dao nó sẽ bén thôi. Giá thì sẽ là con mài đầu bếp, thì con này lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Mài đầu bếp, con này chuyên dùng cho đầu bếp mà. Mài đầu bếp giá sẽ là 40k một chiếc, 40.000. Còn bên shop sẽ có cho bác một con mài cao cấp hơn. Thì con này các bác lên cho em là mài ba khe. Đấy, mài ba khe. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và giá sẽ là 130.000. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá, mài ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá, 130k. 130.000 cho mấy em mài ba khe đỏ như này. 130.000. Katashiwa Made in Japan cũng có ba cái đường mài như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con máy mài dao. Máy mài dao đây. Thì đây nó sẽ là một con máy mài dao để các bác chuyên để mình mài dao bằng máy, nó rất là tiện. Đấy, cắm điện này cho em, bật công tác lên. Có cả máy mài nhá, cái viên đá này nó xoay và đưa dao vào khe này, còn kéo thì các bác đưa vào cái khe trên này kia. Và đây là mài bằng viên đá. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy mài dao như này. Rất tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm con máy mài dao này thì sẽ là 80k nhá. Con này dùng bằng máy nên là lên theo là máy mài dao. Cái chai xịt chống hôi chân 35.000 một chai. Đấy, thì nó sẽ là thuộc cái dạng 35.000 nhá. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên phần chân này, hoặc là giày tất các bác bị hôi thì các bác xịt trực tiếp lên tia. Đấy, ví dụ như là bàn chân này. Đấy, các bác xịt trực tiếp lên cho em. Giày tất hôi các bác xịt trực tiếp lên cho em. Đấy, thì nó sẽ khử khuẩn này. Đấy, và đánh tan các cái mùi hôi chân rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Lên cho em là xịt hôi chân 35k. Xịt hôi chân giá sẽ là 35.000 các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con lọc rác inox này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, đây nó chính là con này này các bác này. Đấy. Thì con này khi mà các bác dùng ấy nó sẽ không bị tắc. Đấy, nó không bị tắc thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. 15k cho con lọc rác inox như này. Đấy.
Khi mà các bác dùng con lọc rác truyền thống thì nó hay bị tắc và rác nó sẽ động cạn lại đây. Mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người bị tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có nỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy đây, nước nó chảy rất nhanh, không tắc, không bị động bẩn và lấy ra vệ sinh cũng rất là dễ. 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Hello các bác nhé, em lên một số các cái mã đồ thuốc của bên em. Đấy, những cái mã này thì bên em bán rất là nhiều rồi và khách cũng dùng rất là nhiều, rất là ok. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhé. Thuốc đau xương khớp này, con này thì sẽ là 40.000 cho một tiếp như này. Hàng này chuyên trị đau xương khớp nhá, được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ này. Các bác dùng thì con này nó rất là đa di năng luôn, chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đó, và nó là thuộc cái dạng kem trắng nhá. Các bác bôi thì nó khá là nóng luôn và nó chuyên trị đau xương khớp rất là tốt. Con đau xương khớp này thì nó rất là tiện ích, các bác sử dụng giá rất là ok cho bác luôn, 40k cho một cái tip trị đau xương khớp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc bôi trĩ nhá. Cái này thì các bác dùng đa di năng luôn cho em. Đó, trĩ nội, trĩ ngoại, rồi các bác bị co bối trĩ, rồi xa bối trĩ, các thứ là dùng được hết nhá. Đó, chuyên trị các cái dòng về trĩ, hàng y học cổ truyền rất là tốt cho bác luôn, hàng của thương hiệu Ditami các bác này. Đấy. Con này thì sẽ là 30.000 cho một cái típ thuốc trĩ như này. 30.000 cho một típ thuốc trĩ như này nhá. Đấy, thuốc trĩ này thì bôi khá là hiệu quả luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị long ben hắc lào nhá. Bác nào chuyên bị long ben hắc lào nấm ngứa. Đấy, vẩy nến acid thì các bác bơi hết vào đây cho em. Con này sử dụng cũng rất là hiệu quả luôn. Nó cũng là thuộc dạng tip Kembo như này. Đây các bác này. Đấy. Hàng đều là hàng gia truyền cực kỳ là lâu đời luôn các bác nhá. Đấy, em bán thì có những bác là mua cả chục tip, 20 tip với cái thuốc long ben hắc lào này luôn. Đấy. Thì con này dùng cũng rất là hiệu quả luôn nhá. Đấy, lên cho em là thuốc trĩ các bác nhá. Đấy. Thuốc trĩ. Giá thì xin lỗi các bác là hắc lào long ben nhá. Giá sẽ là 25.000. Đấy, chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa, vẩy nến, các thứ acid các bác bôi khỏi hết cho em, các cái bệnh ngoài da nhé. Đây, giá này sẽ là 25.000 cho một cái thuốc hắc lào long ben như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000 cho một lọ như này. Đấy, dung tích của nó sẽ là 100ml. Các bác chuyên dùng cho em. Con này thì các bác bị đau mỏi vai gáy này. Đấy, cổ tay, cổ chân và vai gáy đốt sống thì các bác dùng con này cho em. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, Made in Korea. Đấy, con này thì dùng rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc, dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Đó, hàng nội địa của Hàn Quốc. Con này thì dùng rất là tiện và an toàn. Bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi cổ, đốt sống lưng và vai gáy này. Đấy, khớp gối này, khớp vai này, khuỷu tay này, rồi đốt sống cổ này, đốt sống lưng này, dùng rất là tiện cho em. Hàng nội địa của Hàn Quốc nhá. Đấy, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, con này chuyên trị cho các bác rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 40.000 cho một típ một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Các bác có thể dùng để mình bôi trực tiếp rất là tốt luôn, hoặc là mùa đông như này thì các bác dùng để mình xoa lên bàn chân trước khi đi ngủ để nó làm nóng bàn chân cũng rất là tốt luôn nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. Đây nó sẽ là dòng miếng dán và nó sẽ là dòng miếng dán cao nóng như này. Thì các bác bóc ra sau đó thì mình dán trực tiếp lên các cái phần bắp tay, bắp chân, rồi cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ nhá. Các bác bị đau nhức cổ thì các bác dán lên cho em. Đây, đấy nó chuyên dán lên cổ các bác này. Đấy, chuyên trị để dán lên cổ, vai gáy, đặc biệt là cổ các bác bị đau, đốt sống lưng, đốt sống cổ. Dán con này cho em, rất hiệu quả luôn. Hàng nóng cực kỳ là nóng luôn, nóng siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, các bác dùng nó rất là nhạy và được chiết xuất từ ngải cứu và các loại thuốc của Nhật rất là tốt luôn. Giá sẽ là 25.000 nhá. Lên cho em là dán ngải cứu sẽ là 25.000 cho một típ như này, bao gồm là 12 miếng nhá, 12 miếng. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân nhá. Các bác lên cho em là dán thải độc chân. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng. Thì nếu các bác dùng một lần hai chân thì sẽ là được 25 lần các bạn, 25 lần. Đấy, một hộp này của nó sẽ là 50 miếng nhá. Đấy. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái bịch miếng dán này và một cái bịch thuốc như này. Đấy, 50 gói thuốc và 50 cái miếng dán, các bác về bóc vào cho em, sau đó thì mình dán lên trực tiếp lên các cái phần
gan bàn chân đấy, hoặc là nếu mà các bác bị đau bụng hoặc là bị lạnh bụng, các bác cũng có thể dán lên bụng được đấy. Thì con này dùng nó rất là tiện, đặc biệt là trị cho các bác là thải độc chân rất là tốt luôn. Thì giá sẽ là 40.000 cho một hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. Lên cho em là dán thải độc chân, giá sẽ là 40k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Dẫn đến mỏi chân, tê chân do mạch máu không lưu thông được, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến sản phẩm miếng dán thải độc Bắc Kinh, em đã cải thiện được rất nhiều. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre, với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này, bao gồm là 50 miếng nhá. Giá chỉ bằng một bát phở thôi. Lên mã giúp cho em là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân. Đấy. Các bác đọc đủ tên cho em nó nhiều, bác thì lại đọc là miếng dán ngải cứu chứ không lại nhầm sang cái này, nó rất là lòng ngoằng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái chai xịt, thì các bác lên cho em là xịt hôi giày nhá. Đấy các bác, xịt hôi chân này. Đấy. Thì chân các bác đi giày đi tất nhiều nó bị hôi thì các bác dùng cái chai này cho em. Lắc đều lên này, sau đó thì mình xịt trực tiếp lên giày tất như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này và khử mùi hôi, chống mùi hôi rất là tốt luôn. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên giày tất cho em. Một chai này của nó thì dung tích của nó sẽ là 260ml. Các bác xịt trực tiếp lên phần giày cho em như này, dốc ngược lên mình xịt lên giày cho em. Đó. Lên cho em là xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân. Xịt hôi chân này. Xịt hôi chân giá của nó sẽ là 35k cho một bịch như này thôi. 35k cho một lon như này nhá. Đấy, 35.000 cho một cái bình xịt hôi chân này, rất là tiện. Đó thì giày tất này các bác bị hôi, các bác xịt trực tiếp lên bàn chân hoặc xịt lên tất hoặc là xịt lên trong vào trong giày nhá. Đây các bác nhá. Chỉ mấy đứa hôi chân mới sử dụng cái bình xịt này thôi chứ gì. Nói bảo ít học thì lấy tự ái. Sự thật thì càng những người sạch sẽ thơm tho thì họ lại càng hay sử dụng những sản phẩm như thế này. Trời thì nắng nóng, ai đi giày dép mà chẳng có mùi. Trai hay gái thì cũng thế. Muốn cho giày dép thơm tho thì cầm cái bình xịt khử mùi giày Nhật Bản này, dốc ngược chai rồi ấn. Với công nghệ AG cộng kết hợp với mùi quải hương sẽ loại bỏ mùi khó chịu trong đôi giày của bạn. Và đương nhiên là có thể xịt trực tiếp vào lòng bàn chân để ức chế khả năng gây mùi. Bạn sẽ cảm thấy khá là mát lạnh. Ngày 2 lần sáng tối thì khoảng 10-15 ngày mới hết. Anh em nào cần nhanh tay bấm cửa hàng. Đấy, rất là tiện luôn các bác nhá. Đó. Giá chỉ có 35k cho một cái chai xịt hôi chân các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Kéo hộp đỏ như này. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một chiếc. Hàng của nó thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, này các bác này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đó, đây. Made in Japan con này. Nội địa của Nhật, made in Japan luôn. Con này thì giá sẽ là 160.000. Cắt cây cắt cành cực kỳ là ngon luôn. Có lẫy khóa như này nhá và lò xo chữ V nhá. Các bác có thể tháo ra thay thế rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo hộp đỏ này thôi. Lên xem là kéo hộp đỏ 160.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Thì đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Bên em có kèm sẵn viên pin cho bác rồi, về chỉ việc lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp thì các bác lắp cho em là đúng 12 giờ trưa để nó lên 12 giờ là các bác khỏi phải lấy giờ luôn. Đấy, cứ lắp đúng 12 giờ trưa là nó sẽ lên 12 giờ như này nhá. Cập nhật cho các bác cả nhiệt độ cả độ ẩm luôn và lắp cho em đúng 12 giờ trưa nhá. Độ ẩm hôm nay miền Bắc rất là cao, 99%. Đấy, nhiệt độ là 22,3 độ C và đang là 12 giờ. Đấy thì các bác cứ lắp đúng 12 giờ trưa cho em. Con này thì giá sẽ là 90.000 các bác nhá. 90k. Đấy, lên cho em là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k các bác. Đó, 90k trong con đồng hồ nhiệt kế như này. Rất tiện luôn các bác này. Đó. Tiếp theo nay bên shop còn hai cái đồng hồ kìm đa năng nữa nhá. Đấy. Đồng hồ kìm vạn năng. Con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác, cái giá chỉ có 210.000 thôi. 210.000 cho một con đồng hồ kìm vạn năng như này và bao ship cho các bác luôn. Đây đầu dây này. Đấy, sẵn pin cho bác như này và có kìm để cho các bác dùng để mình đo điện rất là tiện ích luôn. Lên cho em là đồng hồ kìm vạn năng nhá. Còn hai con nữa. Thanh lý nốt cho các bác 210.000 một chiếc. 210.000 cho một chiếc đồng hồ kìm vạn năng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kèm đánh răng.
thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Nhật và của Hàn nhá. Đấy, thì các cái loại thuốc thì em cũng để kem đánh răng vào cùng cái mục này luôn. Đó, kem đánh răng của Hàn, hàng made in Korea. Đây, made in Korea các bác nhá. Đây. Made in Korea các bác này, Hàn Quốc 120g, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40.000 cho một típ kem đánh răng của Hàn Quốc như này nhá. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo là kem đánh răng Nhật chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, hàng made in Japan 170g. Giá thì sẽ là một típ như này, giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ kem đánh răng của Nhật như này. Đây, made in Japan nhá. Đó, 170g. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng, dùng rất là tốt luôn. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì sẽ là 60k cho một típ kem đánh răng Nhật như này, 60k. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 60.000. Còn kem đánh răng của Hàn Quốc thì sẽ là 40k nhá, 40k. Được, ok. Hello các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Dưới 200 cộng thêm 130.000 ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ủng đi mưa. Bắt đầu vào mùa mưa, mùa nồm ẩm các bác nhá. Đấy, thời tiết rất là bẩn thỉu. Mưa ướt át thì các bác sử dụng cái con ủng đi mưa này cho em. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Đây, ví dụ như là em đi đôi giày đây, em có thể xỏ trực tiếp vào được luôn để bảo vệ cho cái đôi giày nó khỏi bẩn quá này. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy chun như này. Lẫy chun này các bác tháo lẫy chun này ra cho em. Mở cái khóa này ra. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái ngăn để giữ này. Ngăn này để nó giữ cho các bác là khỏi bị nước này. Đấy, và các bác chỉ cần xỏ vào này cho em xong này. Đấy. Đây nhá. Đấy thì em sẽ xỏ vào thực tế này cho các bác xem luôn. Đấy, xỏ vào sau đó thì các bác đi thôi. Đó, đây em đang xỏ nó ngược chân cho nên là nó hơi bị căng một tí các bác nhá. Đó, sau đó các bác thắt vào cho em, kéo khóa lên là xong. Đấy thì mình đi rời nó bị ẩm ướt hoặc là mưa hoặc là các cái chỗ đường lầy lội là nó rất là sạch sẽ các bạn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ ủng đi mưa như này nhá. Đấy, 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động. Các bác này, đấy nó sẽ là một cái đội ủng như này, các bác xỏ vào cài khuy vào cho em. Đấy, dùng nước rồi đi mưa đi mát thoải mái luôn. Rất là tiện và sạch sẽ nhá. Đấy bác theo. Đó. Đi dời mưa thì miếng rất là ok luôn, đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy này. Hoặc là đường quê lầy lội hoặc là khu vực đường nhà mình nhiều chỗ lầy lội thì các bác có thể đi vào để bảo vệ cho cái đôi giày đôi tất của mình. Đó, rất sạch sẽ luôn, về nhà các bác chỉ cần cởi ra cho em là xong. Đó, rất tiện nhá, giá thì chỉ có 100k thôi. Lên cho em là ủng đi mưa giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái hũ gia vị như này thôi. Rất sành điệu cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hũ và một cái thìa như này. Cái thìa này thì nó sẽ kèm sẵn ở đây luôn. Đó, các bác rút vào cái nắp này cho em, sau đó thì đậy nắp lại này. Đó. Thì các bác chuyên để đựng mình đựng gia vị, đựng thực phẩm, đựng muối, mắm, mì chính đều ok hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. Lên mã giúp em đó là hũ gia vị nhá. Đó. Hũ gia vị này, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy, hộp này thì nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp hộp nhôm nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu thì đây nó sẽ là 1 2 3 4 5, 5 cây mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu này nhá. Các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác chỉ cần là cây lấy dấu này thì chỉ cần là nhấn này thôi. Đấy, sẽ có dấu đây các bác này. Đấy, dấu đây nhá, rất là tiện luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là 5 mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá, 1 2 3 4 5. Mũi to nhất của nó thì đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 3/2, còn mũi nhỏ nhất thì khoảng là từ đây đấy, nó sẽ là từ 4 đến 8, 4 12 4 24 các bác nhá, rất là nhiều luôn. Con này thì các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp là mũi khoan đỏ nhá. Đấy, mũi khoan đỏ. Đây, hộp nó màu đỏ này cho nên là lên cho em hộp mũi khoan đỏ. Giá của nó sẽ là 110.000. Hộp này của nó thì sẽ là bao gồm cho các bác là 3 cây lấy dấu và 3 cây
vừa là khoan vừa tazogen luôn. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi, 1 2 3. Đấy, 6 mũi tất cả 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đấy, mũi khoan tháp của nó thì là 6 620 này. Đấy, 4 420, 432 và cái này là 412 nhá. Đấy, đầu nhỏ nhất của nó là 4. Đấy, thì nó sẽ là một cái hộp mũi khoan tháp như này. Thì lên cho em là hộp hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cân treo nhá. Đấy, thì con này nó sẽ có sẵn pin này rồi. Thì cái pin này mà nó hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua cho em nhá. Ở ngoài hiệu sách thì cũng bán rất là sẵn thôi. Đó. Và đây thì nó có cái đầu âm dương này các bác, cứ lắp đúng cho em đúng đầu âm dương là được. Sau đó thì các bác đấn cái này vào cho em là xong. Đó, đây. Lắp vào cho em. Đó là nó sẽ lên luôn. Thì các bác dùng để mình cân các cái đồ vật các thứ rất là ok. Đấy. Thì con này cân mắc tối đa của nó là lên tới được 50 cân. Còn nói chung là các bác cứ dùng 10 20 cân, 30 cân là thoải mái các bạn. 2 30 cân thoải mái cho em. Đó. Thì con này nó sẽ là tính bằng kg nhé, tính bằng kg. Thì đây, các bác có thể dùng để mình quặc vào mình cân cân cái nọ kia. Đấy, ví dụ đây em quặc vào em cân cái nồi này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, quặc vào cân cái nồi này cho các bác xem này. Đó, thì các bác muốn cân cái gì thì cân. Đấy, các bác đi câu đi kẹo cân tôm cân cá đều ok hết. Đây, đấy cái nồi này của nó sẽ là 0,45 kg nhá. Đấy, tức là 4 lạng rưỡi cho cái nồi như này. Đó. Và nó sẽ có nhớ trong vòng là mấy giây nó mới tắt nhá. Đấy, 0,45 kg. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, 17 độ C này. Miền Bắc đang rất là lạnh này, 17 độ C các bác nhá. Đó. Đây. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cân này bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một con cân treo như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân treo, giá sẽ là 70k một chiếc. Đấy, có sẵn pin biết rồi, về nhà các bác chỉ được sử dụng thôi. Đấy, về nhà nếu mà hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua giúp cho em. Đó. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k. 70k cho một em cân treo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì bao gồm là 150 chi tiết. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Đây. Bộ này sẽ bao gồm là 150 chi tiết nhá. Bao gồm màu bột này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, đầy đủ các loại màu cho các bác sử dụng luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì đầy đủ cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là bộ màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100 tròn à. Giá của nó sẽ là 100.000 tròn các nhá. 100.000 tròn cho một cái bộ màu như này thôi. Đó, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình này. Đấy, hoặc là mua làm quà sinh nhật cho các thứ các em rất là ok. Đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, và nó sẽ là dòng chổi lau và nó sẽ là tự vắt luôn. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút lau như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đẩy cái này lên này. Đấy, sau đó thì mình sập cái lẫy này vào cho em. Lắp cái lẫy này vào đây. Đấy, lắp cái lẫy này vào. Đây, nó sẽ có cái lẫy đây. Các bác chỉ cần sập nó xuống, đẩy cái lẫy này vào là xong. Là mình sử dụng được thôi. Các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau bếp, lau kính, lau giếc rất là ok các bác này. Đấy, đây. Lau nhá. Đây. Ví dụ đây là cái bàn bếp này. Đấy, cửa kính này. Các bác dùng lau này cho em. Sau đó thì mình lại giặt đi, vắt đi. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 cái chổi lau bàn bếp như này thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp này. Lau bàn bếp giá sẽ là chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá. 40k cho mấy cái bộ chổi lau bàn bếp như này. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt. Con này thì các bác dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi nói chung là đa di năng luôn. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho cái chổi cọ vịt như này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp em là cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Thì đây nó sẽ là một con chổi như này. Có cả miếng dán cho bác luôn, các bác về chỉ việc dán lên tường cho em là xong, nó rất là tiện nhá. Có miếng dán lên tường. Đây là cái đoạn của nó này, về nhà các bác lắp vào này cho em này, lắp vào. Sau đó thì
các bác dán lên tường, sau đó thì mình chỉ cần đặt vào này là cho em là xong. Đó, đặt vào này cho em là xong. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi cọ vịt như này, giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt giá sẽ là 60k. Đó, cọ vịt này giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy các bác dùng để mình đánh kỳ cọ rất là tiện này. Đấy các bác thấy không, nó rất là hợp lý luôn, đưa vào hết được các cái khe kẽ này. Đấy, dùng xong thì mình chỉ cần là đặt lên cái khay của nó là xong, nó rất là tiện luôn. Đấy các bác cứ nhận nha, mình kỳ cọ đi. Đó, đặt lên nó rất là tiện ích nhá, silicone mềm nhá, đưa vào hết các ngõ ngách được luôn. Đấy, đánh nó rất là tiện các bạn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 trong cái chổi cọ vịt như này. Như không? Lấy cái đồng hồ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái đồng hồ đeo tay nhá. Đấy, con đồng hồ đeo tay như này. Con này thì khá nhiều chức năng luôn. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ đeo tay nhá, có kèm đốc sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu hồng và màu lô này về thì toàn màu hồng các bác nhá. Màu hồng rất là đẹp như này. Mặt của nó sẽ là thân của nó là thân nhôm nhá. Và mặt của nó như này các bác này. Đấy, mặt cảm ứng này. Về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì từ nước ngoài về cho nên là đa số là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác lắp pin, các bác sạc vào cho em. Đó, đây, lắp vào như này. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con này thì nó hết pin mất rồi. Đấy, hàng thì đa số là hết pin thì về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, con nào nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây là cái đốc sạc này. Đốc sạc của nó về nhà các bác cắm vào kia con củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết nhá. Đó, và hiển thị màu giờ các thứ rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái bình tông nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác có thể mua để mình sử dụng này, sử dụng như là mình đựng nước này hoặc đựng rượu này. Đấy, nắp của nó là nó theo là thuộc dạng cái dạng là nắp liền như này. Nắp liền như này thì khi các bác sử dụng rất là yên tâm, có gioăng giếc đàng hoàng và nắp của nó là nắp liền thì các bác không sợ bị mất nắp. Đấy. Dung tích của con này là 2 lít luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia này. Đó, rất là ok. Và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này. Đấy, một cái túi da rất là xịn sò như này. Thì các bác mang đi du lịch này, đi học đi làm rất là tiện. Và nó có quai đeo luôn, có cái quai đeo như này có nhá. Túi da có quai đeo như này, rất xịn sò luôn đấy các bác này. Đấy, có quai đeo rất xịn sò luôn. Con này thì giá chỉ có 130 cành thôi. Hàng đẹp, hàng chất lượng. Hàng này thì của CCCP của Nga nhá. Đấy, bình tông của Nga các bác này. Lên cho em là bình tông nhá. Đó, bình tông giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là bình tông này. Bình tông của Nga nhá, bình tông Nga. Giá sẽ là 130k. Đó, 130.000 cho con bình tông Nga như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch, hút rượu bia nhá. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào là mình hút thôi, có đầu đai đi đàng hoàng. Bóp như này. Các bác không phải hút bằng mồm, nó mất vệ sinh và không an toàn. Đấy, ống của nó đây. Con này thì giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là hút dung dịch nhá. Giá sẽ là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. Đó. 30.000 cho một cái bộ hút dung dịch như này. Rất vừa vặn, xinh xắn để cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây nhá, nó sẽ là sử dụng như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là cắm vào, mình bóp phát là nó sẽ ra thôi. Nó rất là tiện luôn. Thì các bác không phải dùng, ví dụ như dùng các cái vòi truyền thống thì nó cảm giác nó không có an toàn. Đấy, các bác hút xăng, dầu, rượu, bia, nước, ngọt, rồi nói chung là tất cả các thứ đều được. Đó, nó rất là tiện. Đây, bơm xăng này, rất là ngon luôn. Bơm các cái dòng khác đều ok hết nhá, 30.000 thôi, rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây, tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác tò tí tia. Đó. Em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu. 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì
combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Đấy. Một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Đấy. Hộp 3 chiếc. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho ba cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Nguyên Linh hai hình người của Đức. Đây, Nguyên Linh hai hình người của Đức này. 100.000 cho ba chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi, vài chục nghìn rồi. Đấy. Thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá, tanh tách luôn. Đó, đây các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon. Và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy. Có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này. Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhá. Đó. Và có cho các bác là hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy. Cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bác. Đây. Đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy. Đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng Đức như này nha. Đấy. Các bác lên cho em là bộ móng Đức nha. Bộ móng Đức giá sẽ là 100k. Đó. 100k cho con móng Đức như này nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là móng Đức, giá sẽ là 100.000. Đó. Móng Đức này. Đấy. Móng Đức 100k này. Đó, 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi. 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng. 60.000. Con này thì nó cũng có ba cái bấm móng như cái bấm móng Đức kia. Đấy, ba cái bấm móng Đức nha. Đấy, tức là có ba cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy dái tai các kiểu, con này điều luôn vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy. Giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh, con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn. Cũng là con này có 100 à? Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng Đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Để combo cho các bác ba mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ là ba món như này, ba món như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Ví xanh nhá. Đấy, ví xanh. Ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này. Có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này. Còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng Đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này. Châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá, chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá, tăng giảm bấc ở đây rất tiện luôn.
Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu, giá của nó sẽ là 130.000 nhé. Các bác lên cho em là đèn dầu này, đó. Đèn dầu giá sẽ là 130.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Đó. Dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền. Để các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này và một ngăn to này. Đấy, một ngăn to. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá. Túi chéo dàn di. Chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di. Giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc. 40k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn thì quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đấy em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây, con này. Các bác thấy chưa? Đấy cái phần này bằng inox rất là sắc luôn mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Nó không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá. Test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá, túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho bọn em túi chéo da bò. Đấy. Thì kích thước thì nó sẽ là na ná như nhau. Đấy nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên. Còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ, chắc chắn. Đấy quai đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các bác này. Đấy một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ, về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k. Đây. Đấy máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy, nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng. Giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo hàng của Mỹ. Đấy thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn.
95.000 một chiếc coi nhá. Đấy. Về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy đây các bác này, còn nguyên tem này các bác này. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc. Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA con này, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này. Con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm lòng gà rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp ở đây. Rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì chỉ có 25k thôi. 25.000 cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, nó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên cho em là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bắt tiền đấy nhở. Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá. Giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi. Có cái đầu gioăng gen xoáy rồi, các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ, và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này, và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá. Chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó. Mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này, và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bạn. To nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy. Mẫu chữ G này, đấy, nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này. Đấy, rồi mẫu hình đây. Đấy, hình tóc này, mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá, dây khá là dài luôn, tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này, thắt lưng thập cẩm, thắt lưng thập cẩm nhá. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này. Màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi. Một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con nào điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đô. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây.
về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 nhá. Đấy các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dàn di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dàn di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dàn di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì các bác lên cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đó thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di, màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo là trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá. Màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá. Da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá. Túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá. Màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy, con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy. Thì nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau. Chất liệu dây thì như nhau. Nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy.
lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây, cá sấu hộp. Đấy thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời, lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt da màu vàng này. Đấy, màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây, chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là đây, màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này, rất đẹp này. Đấy, vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, các bác theo. Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó, hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây, rất đẹp các bạn này. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy, đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000, 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage, massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi. 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt muỗi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Vật đứng 130k cho con vật đứng nha. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy. Lên cho em là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Vật muỗi đứng nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130k một đi em. 130.000 cho em vật muỗi đứng như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái lấy vít gãy nhá. Lấy vít gãy. Một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2, 4, 6 mũi tất cả. Bộ của nó sẽ bao gồm là 6 mũi. Thì combo cho các bác sẽ là 6 mũi lấy vít gãy như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các cái vít mà nó bị rỉ sét này, bị lâu ngày các bác không xoáy được ốc ra được thì các bác đưa cái này vào cho em. Đưa cái này vào là các bác rút thoát một là nó sẽ ra luôn nhá. Lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 cho một hộp như này. Lên mã giúp cho em là lấy vít gãy 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi măng dẻo nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một cái
20.000 cho một cái bịch xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Bên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20k. Đây, khi các bác bóc ra thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, ở các cái vị trí ví dụ như là hộp điện này, rồi điều hòa này, hoặc các cái vị trí nào mà các bác không dùng mà mình cần phải bịt lại thì các bác dùng cái xi măng dẻo này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Mình chỉ cần là đây, các bác bóc vào sau đó thì các bác đắp vào cho em là xong. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 cho một bịch này thôi. Đấy. Các cái vị trí nào mà bị hở này mà các bác cần phải bịt thì dùng cái này kia, nó rất là tiện nhá. Đấy. Vừa chống chuột chày, côn trùng, kiến gián, khử mùi rất là tốt luôn. Lên cho em là xi măng dẻo, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái bộ chuyển đổi nguồn nhá. Chuyển đổi nguồn con này thì nó sẽ là chuyển từ áp quy. Đấy, chuyển từ áp quy 12V sang điện 220V. Nó lên tới công suất của nó lên tới 3100mA nhá. Đấy đây. Thì con này nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ là các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cho em, sau đó thì nó sẽ cấp ra cho các bác kích nguồn lên, nó kích nguồn lên 220V nhá. Kích nguồn lên 220V. Đấy, các bác có thể dùng là 12V hoặc là 24V đều được nhá. 12V hoặc 24V đều được, và nó sẽ kích nguồn lên cho bác lên điện 220V. Thì khi mà bị mất điện này thì các bác có thể kẹp vào cái áp quy của xe máy này, hoặc là các bác có thể dùng có những cái bình áp quy sẵn thì các bác cho vào cho em. Đấy, và các bác có thể dùng để mình kích điện lên để mình lấy điện thắp sáng này, hoặc là nấu cơm này. Đấy, thì đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là bộ kích điện nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ kích điện này. Nó dễ. Đấy. Bộ kích điện này, bộ kích điện giá sẽ là 175.000. 175k cho một cái bộ kích điện như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ kích điện giá sẽ là 175k, 175.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ vào khoảng là đi 328 đồng. Đó, 328 chi tiết đây. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng gen co, các bác chỉ cần đưa vào đấu nối sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi là xong. Giá chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp em đó là gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt giá sẽ là 50.000. Đó, gen co nhiệt giá của nó sẽ là co nhiệt này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng bóng đèn mà có 3 cánh. Đấy, bóng đèn 3 cánh. Cầm tranh mấy cái bóng đèn ra đây hết đây. 5 cánh với cái mini luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái bóng đèn 3 cánh như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đây các bác nhá. Đó. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, 3 cánh. Và của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy, rất sáng các bác này. Công suất của nó thì bóng đèn 3 cánh hả? Ừ, bóng đèn 3 cánh. Và công suất của nó thì con này là nó sẽ vào là đi đây, em xem mặc định của nó cái này là bao nhiêu watt đây. Cái này của nó sẽ là 45W nhá. 45W rất sáng luôn các bạn. Đấy, 45W rất sáng luôn. Sáng lên tới là điện thoại của em nó bị nhòng nhòng màn hình này các bạn. Cái ánh sáng của nó rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em là bóng đèn 3 cánh nhá. 3 cánh. Giá của nó sẽ là đi 50. Bóng đèn 3 cánh giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đèn 3 cánh, giá sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một con đèn 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác bóng đèn 4 cánh mini. Con 4 cánh mini này thì giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini này. Con này công suất của nó là 28W nhá. 28W các bạn. Đấy, con này thì công suất của nó là 28W thôi. 28W nhá. Con này công suất của nó là 28W. Cũng rất là sáng. Đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng 4 cánh nhưng mà nó sẽ là mini, nó nhỏ hơn này các bạn này. Đấy, 4 cánh mini nhá, nhỏ hơn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 8 cánh nhá. Đây. 8 cánh con này là 200W. Giá thì sẽ là 180.000. Công suất của nó là 200W và lên tới 8 cánh luôn. Lên tới 8 cánh luôn các bác nhá. Con này thì nói chung là miễn chê luôn các bác này. Đấy, miễn chê luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là ngon lành cành đào các bạn. Đây. Đấy, thấy chưa? Ôi, 200W này.
sáng chói chang luôn, sáng lóe cả mắt luôn con này. Đó, 200W nhá, 180.000. Đấy, 180.000 cho con 200W thế này. Con này thì các bác có thể dùng để nhà gia đình nhà mình có công việc này, hoặc là lễ Tết, hoặc là có các cái công việc lớn thì dùng những con này, hoặc là các bác làm nhà xưởng máy móc hoặc là cần cái môi trường mà chiếu sáng nhiều thì dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bác nào đi hội chợ, đi triển lãm, đi công trình, công trúc các kiểu thì mình dùng con này cho em. Giá sẽ là đèn 8 cánh này là 180.000 nhá. Đấy, con 8 cánh này, đương nhiên là đèn 8 cánh 180k nhá. Đấy, còn con 4 cánh mini thì con này thì các bác lên cho em là 4 cánh mini này. 4 cánh mini thì giá sẽ là 40k nhá. Con 3 cánh thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu, các bác lên mã giúp cho em đó là này, nó sẽ là lọc nước nhá. Đấy, đầu lọc nước này. Đấy, đầu lọc nước như này. Thì về nhà các bác lắp cái đầu này vào cái nguồn cấp nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có sẵn gioăng cho bác luôn, sẵn gioăng về nhà các bác lắp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái bộ lõi lọc như này. Về nhà các bác cấp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, nguồn nước nhà các bác mà bị ô nhiễm, bị bẩn thì các bác lắp vào cho em. Đấy, và con này lắp vào thì nó lọc rất là tốt. Đấy, lên mã giúp cho em là lọc nước nhá. Giá sẽ là 50k. Đấy, các bác có thể lắp qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh. Đấy, thì hoặc là các bác lắp trực tiếp để mình sử dụng qua cái nguồn nước nhà mình. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, thì một cái đầu lọc như này về nhà các bác bắt vào cái nguồn nước cho em. Đó. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng nha. Đó, đây. Nó sẽ lọc sạch nước cho các bác cặn bã các kiểu con là điều luôn. Các bác có thể lắp vào bình nóng lạnh này, hoặc là lắp qua các cái nguồn, ví dụ như là vòi chậu rửa, hoặc là cấp cho máy giặt cũng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là lọc nước, giá sẽ là 50.000 nhá. 50k cho một con lọc nước như này, giá sẽ là 50.000 thôi. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phễu nhá. Đấy, các bác lên cho em là phễu này, phễu inox nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một con phễu inox như này. 60.000 à? Phễu inox này bao nhiêu nhỉ? 70.000 thôi nhá. Lên máy tiếp theo là phễu inox, giá sẽ là 70k. Nguyên cái phần vòi này của nó thì vào khoảng là 8 cm. Cái phần miệng của lưỡi phễu này thì vào khoảng là 10 cm. Bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình rót rượu, rót bia hoặc là các cái dòng nước, dầu, nhớt đều ok hết nhá. Hàng bằng inox sáng bóng đẹp, độ vót của nó rất là ngon. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một chiếc phễu inox như này. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Và tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nhang hạc đây. Giá sẽ là 60k cho một cái hộp nhang hạc như này. Đấy, 60.000. Đấy, thì hôm qua em có bán cái hạc đấy, thì nay em lại tiếp tục là về cái nhang này để các bác cho vào cái lư hạc đấy, mình đốt rất là thơm luôn. Lên thì em là nhang hạc, giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình có công việc lễ lạ này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá, hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá.
Môi thì bằng inox 304, cực kỳ là võng lòng luôn, dày dặn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Thế phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn, không bị động cáu cắn bẩn các thứ nhá. Đó. Giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Đấy các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho một cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy con này thì chiều dài của nó là 1m2 và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này, hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này, hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ. USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng. Đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội. Hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy thắt lưng dép đây. Đấy con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy trong một năm này là ok. Đấy mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 15k à 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy 80.000 đây em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác ạ. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là fit luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ cần sập lẫy này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp có giòn đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox. Đây, nó sẽ là một con ấm như này. Rất là ngon lành cho bác luôn, hàng inox 304. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đi đây. Dung tích của nó là 107 này. Đấy, 1.7L này, su 304 nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, điện 220V. Công suất của nó thì từ 1.800 đến 2.200W. Đó, đây. Hàng sẽ như này, hàng sẽ như này. Và giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Đó, 450.000.
Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác khoảng 700-800 nghìn nhá, khoảng 700-800 nghìn đấy, nhưng mà bên shop thì bán cho các bác cái giá rất hợp lý thôi, chỉ có 450 nghìn cho một con ấm như này thôi. Con này thì các bác về các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon luôn đó, cực kỳ là ngon luôn đây. Đấy, đế điếc của nó này, đế dây riếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn các nhá, đế dây cực kỳ chắc chắn luôn, rất ngon lành nhá, dây dẫn chắc chắn inox 304, inox 304 cả trong lẫn ngoài luôn, sáng bóng dây dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có cái phần báo ánh sáng này, báo ánh sáng như này đó, có phần báo nước lẫy của nó đây đó, rất ngon lành luôn. Nắp của nó thì là cái dạng là nắp đậy bằng tay này thôi. Đấy, nắp đậy bằng tay như này nhá, có lẫy nhá. Đấy, có lẫy trượt như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450 nghìn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy, hàng của thương hiệu Liebenlang, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó là thuộc một cái dạng, nó dạng như là một cái giọng như thủy tinh các bạn. Đấy, nó kiểu thủy tinh ấy. Đấy. Một cái dạng thủy tinh chịu nhiệt, thủy tinh chịu nhiệt các bác nhá. Đó, và đây là cái nắp của nó này. Đây, nắp của nó ấn như này nó sẽ lên này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có thêm cho các bác cái phần lưới lọc như này, thì khi các bác có thể là uống trà, uống cà phê hoặc là các cái loại lá đều được, thì nó sẽ có cái lưới này, nó sẽ giữ cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có một cái lưới như này. Đây, đây là cái lưới của nó này. Thì các bác có thể cho trực tiếp trà hoặc là các cái loại hạt vào đây mình pha mình uống cũng rất là ok thôi. Đó, và con này thì giá của nó sẽ là 360 nghìn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm thủy tinh Đức nhá. Đấy, lên cho em là ấm Đức, ấm Đức giá của nó sẽ là 360 nghìn. Đây, đây là cái đế của nó này. Đấy, cái đế của nó đây, đế của nó đây các bạn này. Đấy, đế của nó thì nó cũng có bo ấy như này nhá, có bo bo inox như này, bo inox như này, rất là ngon lành các bạn này. Đấy, rất ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức. Đây, công tắc của nó này, công tắc đây, và cái này là lẫy bật này. Đấy, rất ngon lành cho bác luôn. Đây, cái này là công tắc này, còn cái này là lẫy bật này. Đó, giá sẽ là 360 nghìn cho con này. Đấy, 360 nghìn. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho em là ấm Đức giá sẽ là 360 nghìn cho con ấm Đức như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn vàng này, giá sẽ là 175 nghìn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn, 175 nghìn trong con đèn vàng như này. Tắt anh cái điện đi. Có kèm thêm một cái cáp như này nhá, một cái cáp sạc như này. Đây, em sẽ bật test cho các bác xem luôn. Đây, nó sẽ có sẵn một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đây, em sẽ bật cho các bác xem này, rất sáng luôn các bác thấy không? Đây, đấy, đây con đèn em đang bật đấy nhá, sáng cả một cái khu phòng của em luôn, mấy chục mét vuông như này mà sáng trưng luôn các bác này. Đó, đây các bác thấy chưa? Nhìn trực tiếp vào là chói mắt luôn. Đây, bật dọi vào hàng này, sáng trưng luôn các bác nhá. Đó, rồi 175 nghìn thôi, 175 nghìn cho con đèn như này. Con này thì vừa có chức năng là năng lượng mặt trời này, vừa có chức năng là sạc được luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp năng lượng mặt trời hoặc sạc này, và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá, cổng to sạc ra cho điện thoại, cổng bé sạc vào này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng nhá, nhấp nháy cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Đó, và dòng này là dòng tiêu chuẩn kháng nước IP66 nhá, kháng nước thoải mái, các bác dùng ngoài trời ok luôn. Đây, có tấm sẵn tấm pin năng lượng mặt trời luôn, rất sáng nhá. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là 300W nhá, vào khoảng 300W, siêu sáng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Một con đèn vàng như này giá sẽ là 175.000 nhá, 175k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là 30 cái lưỡi và một bàn cạo, kèm thêm là một cái hộp 30 lưỡi, một bàn cạo, kèm thêm cho các bác là một cái hộp ấy luôn, một cái hộp kem luôn. Đấy, 30 lưỡi, một bàn cạo, kèm thêm một kem. Đây. Đấy. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đây, đây là cái bàn cạo này, bàn cạo kèm một kem này. Đấy. Và 30 lưỡi như này. Có 30 lưỡi như này nhá. Đấy, đây là mỗi vỉ này là 1 2 3 6 lưỡi này. Đấy, lưỡi của nó là lưỡi kép như này, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Lưỡi kép các bác này, đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đấy, hàng của thương hiệu Socani,
cùng hãng với cái con máy xay sinh tố mà em mới lên video hôm qua đấy. Đó, thì đây. Đấy, con này thì các bác sử dụng điện 220V rất tiện ích luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đưa cam vào đây, vắt này, đấy là nó sẽ chạy thôi. Và các bác cắm điện như này là nó sẽ chạy này, điện 220V. Có hai nấc này, một cái nấc to này là dùng cho quả cam to, nấc nhỏ dùng cho quả cam nhỏ nhá. Đó. Và các bác cứ nhấp nhả này là nó sẽ vắt cho các bác rất là tiện luôn. Con này thì dung tích của nó lên tới 700ml nhá. Các bác có thể sử dụng uống trực tiếp được luôn. Đây. Đấy, nó là 45W sử dụng điện 220V, rất tiện ích luôn. Lên xem là máy vắt cam giá của nó sẽ là 190k cho một con máy vắt cam như này, siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng nhá, ổ điện trắng giá sẽ là 60k cho một em ổ điện trắng như này, dây dài khoảng từ 1,5m đến 2m, có công tắc đóng ngắt, có hai chân USB và sẽ có cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ cắm luôn. 7 ổ cắm cho các bác nhá. Hai ổ USB, 7 ổ cắm, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả. Các bác lên cho em là tinh dầu xả. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái khu vực như là phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy, thì thứ nhất là nó lưu hương thơm này. Đấy, hương xả rất là thơm luôn. Thứ hai là nó giúp cho các bác là diệt muỗi, côn trùng kiến gián rất là tốt nhá. Đấy, diệt muỗi, côn trùng kiến gián này. Đó, lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là tinh dầu xả nha, tinh dầu xả. Giá của nó sẽ là 30k cho một lọ tinh dầu xả như này. 30.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là tinh dầu xả, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái lọ keo dán giày nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để dán giày rất là tốt luôn. Đấy, của nó là chuyên dụng để dán giày và dán đồ da. Đấy, giày giày dép, tức là giày vải, giày, nói chung là các loại giày đều dán được hết nhá, và đồ da cũng rất là ok. Đây, nắp của nó như này. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ có sẵn kim luôn. Đấy, và cái dòng keo này của nó sẽ là cái dạng là keo dính chậm nhá, keo dính chậm, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Đấy. 15k cho một lọ keo dán giày như này nhá. Đây, nó giúp cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này, 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá, giá sẽ là 65.000. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ, cái này của nó là pin đồng hồ nhá, các bác có thể lắp vào mic karaoke cũng được. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ, giá của nó sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này, cả đốc cả pin luôn, 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá. Đấy, chai xịt bếp này, cái này thì các bác dùng để mình xịt vào bàn bếp này, rồi các khu vực mà dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em. Đấy, lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, xịt bếp, con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ là cái dạng bọt như này các bác này. Đấy, dọn bọt như này. Đấy, dọn bọt trắng như này các bác này, bọt trắng như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ giúp tẩy sạch các cái vết mỡ, dầu mỡ bám này, cặn bám rất là tốt luôn nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Xịt bếp, giá của nó sẽ là, xịt bếp này bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp 45k nhá, xịt bếp 45.000. Đấy, ngoài ra thì bên em có cái xịt nhà tắm này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh, thì các bác lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm, giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k. Thì hai cái chai này đều là hương chanh và hương tự nhiên rất là thơm luôn, và nó sẽ xịt ra cái dạng kem như này các bác. Đấy, thì các bác có thể sử dụng để mình đánh mình kỳ cọ như nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp. Đấy, thì xịt bếp sẽ là 45.000 và xịt nhà tắm là 40.000 nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy, bếp giáp nhà các bác bẩn, các bác xịt vào cho em. Xịt vào sau đó thì mình để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ lau rửa đi là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Đấy, các bề mặt bếp ga rồi hút bụi rồi hút dầu mỡ. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Các bác xịt vào sau, để một lúc, sau đó thì mình đánh rửa đi cho em. Đấy, sạch luôn nhá. Đó, nó sẽ tạo sáng bóng cho gian bếp nhà mình. Đấy. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, xịt bếp giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, các bác có thể dùng để xịt mình lau chùi, rất tiện ích luôn nhá. Đó, các bác theo. Đấy, xịt bếp này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh.
Đây này, xịt nhà vệ sinh các bác này. Đấy, nhà vệ sinh các bác bị bẩn này, nấm mốc lâu ngày này, các bác xịt vào cho em, rất tiện ích luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy các bác này, đấy xịt vào là sạch luôn. Đó, xịt vào nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn nhá. Rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là khóa dây này. Con khóa dây này của nó thì sẽ là 80.000 cho một con khóa dây như này. Đấy thì bên shop để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Về nhà thì các bác có thể đảo mật khẩu tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Con này sẽ là 80.000 các bác này, 80.000. Đấy, đảo mật khẩu thì đơn giản thôi, các bác xoay theo cái chiều kim đồng hồ này, có cái chiều mũi tên thì các bác xoay theo này. Sau đó các bác cài mật khẩu tùy ý, sau đó thì các bác lại xoay cái kia trở lại là xong. Con này thì các bác lên cho em là khóa dây 80.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U này. Đấy, khóa chữ U đây. Con này thì giá của nó là 85.000, 85.000 thì con khóa chữ U như này. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần đảo đi một số đã là không mở được rồi. Đó, còn chuyển mật khẩu khác thì các bác cũng xoay cái này cho em, sau đó thì mình lại xoay mật khẩu, đảo mật khẩu đi cho nó cho về là xong. Khóa chữ U này thì giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho con khóa chữ U. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lon chày inox nhá. Đây, cái lon chày inox như này. Đấy. Lon chày inox như này nhá, rất là đẹp luôn đây các bác này. Đấy, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một lon và một chày bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Lon chày inox sáng bóng đẹp. Con này thì nó sẽ có cho các bác cả nắp đậy luôn, thì khi các bác giã đồ này, giã cua đấy thì nói chung là nó không bị bắn, bị hắt nhá. Đấy. Rất là ngon luôn. Ra hỏi cái bộ lon chày bao tiền. Đấy, thì rất tiện ích các bác này. Đấy, bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy. Đây, rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Hả? 130.000 cho cái bộ lon chày inox này thôi. Tên mã giúp em là lon chày inox nhá, 130k. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn, 130.000. Cái chày này của nó thì nó dài khoảng gần 20 cm, còn cái lon này thì cao khoảng 10 cm, su 304, dưới có lót cao su này, dùng để giã cua, giã tôm tép này. Đấy, hoặc là hành tỏi đều ok hết nhá. Lên cho em là bộ lon chày này, bộ lon chày 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này, bên em gọi nó là súng thư giãn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác dùng để mình massage và một thân máy như này nhá. Một thân máy như này. Đấy, các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên. Đấy. Và các bác có thể tăng giảm cấp độ tùy theo. Và đây là cái đầu của nó này, các bác lắp vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 6 cấp độ rung nhá. Đấy, rung cực kỳ khủng luôn. Đó. Đây. Rung rất là mạnh luôn nhá. Đấy. Đây các bác trông cái tay này, em rung lên này này này. Đấy, cho bắp tay các bác này. Đấy, rung này. Bánh bắp tay này rất là tốt luôn nhá. Các bác có thể dùng tay, chân, rồi mông, đùi, các kiểu con này đều luôn. Dùng ở chỗ nào cũng được. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Giá cực rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn. Nó hình khẩu súng nhá. 170k. Đây nó hình khẩu súng như này các bác này. Đấy, bắn bùm. Lên cho em là súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Đấy, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và người thân. Đó thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chúng tôi nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay các bác nhá. Đấy, máy xay hàng của thương hiệu Socani nhá. Socani, hàng này của nó thì nó sẽ là một cái hàng cao cấp các bạn. Hàng này là hàng cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đây đấy, nó xuất đi khá là nhiều nước này, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, rồi Australia, Italia các kiểu luôn. Hàng của thương hiệu Socani nhá, công suất của nó sẽ là 400W và 1500ml các bác nhá, với 3 chế độ luôn, với 3 chế độ này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây đấy, thì con này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp. Đấy, hàng mới tinh, hàng của Nhật này. Đấy, tất cả của nó đều bằng thép hết nhá. Cái này là bằng thép này. Đấy, bằng thép chứ không phải bằng nhựa đâu nhá. Đấy, bằng thép luôn. Và cái chấu này của nó thì cực kỳ là sâu, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ nhá. Có công tắc như này thì các bác dùng nó rất là an toàn. Nó có công tắc này rất là an toàn luôn. Đấy, đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani này, 400W này, 1,5 lít này, điện 220V này. Đó, đây. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đây,
một cái cối thủy tinh to như này, và lưỡi của nó là vào cái loại lưỡi kép nhá, lưỡi kép 2, 4, 6, 8 lưỡi này các bạn, đấy rất nhiều lưỡi cho các bác luôn, lưỡi kép như này, âu bằng thủy tinh dày 5 ly nhá, âu thủy tinh dày 5 ly, các bác xay tôm, xay cá, xay cua, xay ốc đều được hết nhá. Đây cái nắp của nó này, nắp đậy của nó đây, đấy rất là ngon lành cho các bác nhá, nắp đậy của nó là rất là ngon lành luôn đó. Nắp này của nó thì nó sẽ là một cái dòng nắp mà có xoáy gen các bạn, có xoáy gen đây, đây. Có gen xoáy này các bạn, đây. Có gen xoáy như này, dùng thì cực kỳ là chắc luôn đấy các bạn thấy không? Đấy lắp vào nó rất là chắc này, đây là dây của nó này. Con này thì các bác lên cho em đó là, các bác lên cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá sẽ là 470.000 và bao ship. Đấy. Đây, sử dụng trực tiếp điện 220V luôn, điện 220V, rất tiện dụng nhá. Các bác cắm điện vào cho em này. Tay giữ này, bật công tác này. Đấy, số 1 này, số 2 này, số 3 này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cái máy xay sinh tố này mình dùng thì nên nhấp nhả cho em nhá, nhấp nhả cho em. Ví dụ vào số 1 này, xong lại về này. Đấy, vào số 2 này. Đấy, sau đó các bác lại về nhá. Đấy chứ mình không nên dùng liên tục nhá, dùng liên tục thì nó sẽ là không tốt. Đây. Đấy, cái âu này của nó thì bằng cái cối này của nó là bằng thủy tinh nhá, 1,5 lít, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay khô như này. Cái xay khô này thì các bác có thể dùng để xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều ok hết nhá. Đấy, và nó là dòng bằng bằng thủy tinh cho nên là dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn này các bạn. Đấy, rất tiện các bác theo đó, xay thì rất là tít luôn đó. Các bác dùng thì nó rất là dễ nhá, chỉ cần sập xuống vào lẫy như em như này, xong sập vào lẫy này, bật này. Đó, bật này. Rất ngon luôn, máy chạy cực kỳ là êm và ngon. Và dòng chấu của nó là chấu kép và rất là sâu như này, cho nên các bác dùng cực kỳ là ngon và tiện ích. Giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá, máy xay sinh tố. Giá của nó sẽ là 450k cho cái mẫu máy xay sinh tố như này. 450.000 cho một em các nhá. 470.000. Xin lỗi các bác. Máy xay sinh tố 470.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá, ấm đun nước. Con này thì nó rất là tiện, các bác có thể dùng để đun bếp từ này, bếp ga này, bếp hồng ngoại, các loại bếp đều đun được hết nhá. Đấy, một con ấm đun nước như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm đun nước nhá. Giá sẽ là 430.000. 430.000 và bao ship. Hàng thì của thương hiệu đây. Hàng của thương hiệu là Kaisa Villa. Hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Kaisa Villa hàng của Đức này. Đun được là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bếp này. Đấy, đun được 6 loại bếp luôn. Đấy, đế cực dày nhá. Và con này thì dung tích của nó sẽ là vào 3,5 lít nhá. 3,5 lít. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít. Hàng mới tinh. Nắp niếc cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đấy, đây. Nắp của nó này các bạn. Đấy, đây. Các bác ấn mở này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thấy chưa? Đó, rất tiện ích luôn. Các bác theo. Cực kỳ là ngon luôn. Nắp của nó này. Qua thiết kế rất là hiện đại, hàng của Đức cực kỳ chất lượng nha. Đây nắp của nó đây, hàng bằng inox nha và cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Đấy logo thương hiệu này, đun được tới 5-6 loại bếp như này này, 1-2-3-4-5-6 loại bếp luôn. Kaisa Villa chữ dập chìm luôn nhá. Lên cho em đó là ấm đun nước nhá, ấm đun nước 430.000 cho một con ấm đun nước như này, 430k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bấm móng 5 chi tiết nhá. Bộ bấm móng 5 chi tiết này. Đấy, bộ bấm móng 5 chi tiết. Giá sẽ là 60 cành. 60 cành cho cái bộ bấm móng 5 chi tiết như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm là 6 chi tiết nhá. Đấy, lên cho em là bấm móng 5 chi tiết, xin lỗi các bác, bộ bấm 5 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là 60 cành. 60 cành trong cái bộ này. Đây, đấy. Thì khi các bác nhận được hàng nó sẽ bao gồm cho các bác là đựng trong một cái ví da như này. Đấy, đựng trong một cái ví da như này các bác nhá. Đấy, một cái ví da như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái bộ lấy dây tai và một cái mài này. Đấy, cái này để các bác mài móng này. Cái rũa, đấy gọi là cái rũa đây. Một cái rũa như này để các bác mài móng tay nhá, rũa móng tay như này. Đó, rất là đẹp và tiện ích luôn. Cái rũa này thì rất là ngon. Đây, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 1 2 3 4 5 5 chi tiết như này. Bấm móng này của nó thì cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Bấm thì cực kỳ là ngon luôn này các bác này. Đấy. Bấm rất là ngon. Đấy và nó có cái độ đè rất là tốt nhá. Đấy, độ đè độ ăn móng rất là tốt luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi ba cái bấm móng, trong đó có một cái bấm khóe này, một cái bấm khóe và hai cái bấm cái to cái nhỏ, một cái bộ lấy dây tai và một cái rũa như này. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60k thôi. Đấy, lên cho em là bấm
bấm móng 5 chi tiết nhá. Đấy. Bộ bấm móng 5 chi tiết giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Đấy là cái sản phẩm thứ nhất này. Đó. Sản phẩm thứ hai là cái bộ ba bấm móng Đức này, bộ ba bấm móng Đức hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, cái này thì đựng trong một cái hộp nhôm như này và nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này nhá, ba cái bấm móng như này. Đấy, và đợt này thì cái bộ này bên em cũng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Giá sẽ là 90.000 nhá. Đấy, giá sẽ là 90.000. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này các bác nhá. Đó, cũng bấm cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đó, bao gồm cho các bác là chất liệu là thép không gỉ, hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Và sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe như này. Đấy, combo cho các bác cũng là 3 chiếc như này nhá. Cũng là 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. Đấy, bộ 3 móng Đức này. Cái này thì các bác lên cho em là bộ 3 móng Đức, giá sẽ là 90.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức này. Bộ 3 móng Đức. Móng Đức giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví này. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng nhá. Ví hồng. Con này bên em đang bán là 60.000, đợt này về cho các bác giá chỉ còn là 55.000 cho một cái ví hồng như này thôi. Đấy, 55.000 cho một cái ví hồng như này. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng như này. 1 2 ba cái bấm móng, một cái kéo này. Một cái kéo, một cái nhíp này và một cái kìm cắt da chết này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm nữa. Đó. Con này thì bộ này bên shop đang bán là 60.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 55.000 thôi. 55.000 cho một cái bộ ba bấm móng như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55.000. Đấy, xin lỗi các bác, lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Ví hồng giá của nó sẽ là 55.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ ví xanh này. Đấy, bộ ví xanh. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá sẽ là 100.000. Ở đây thì cũng bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, bốn cái bấm móng nhá. Bộ này thì có thêm một cái bấm cho trẻ em nữa. Bấm trẻ em nữa. 1 2 3 4 cái bấm móng này. Rồi nặn mụn này, lột da này, rồi làm móng chân, móng tay, đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ ví xanh nhá, bộ ví xanh. Bộ này thì giá của nó vẫn là 100 cành nhá. 100 cành cho một cái bộ ví xanh như này. Bộ này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, khá tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một cái bộ ví xanh như này. Khá là nhiều chi tiết nhá. Cái bộ kia thì nó ít chi tiết hơn. Bộ ví hồng thì nó ít chi tiết hơn một chút. Bộ xanh này thì rất là nhiều chi tiết để cho các bác có thể sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh giá của nó sẽ là 100.000. Đó là các cái loại ví của bên em. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy thì đây nó sẽ là một cái công tắc như này thì khi các bác dù muốn đấu bóng điện nha, chỉ cần xoáy này thôi là nó sẽ tự đóng ngắt cho các bác này. Đây, nó có on off ở đây. Các bác bắt cái này vào cái phần đai áp quy này. Các bác muốn mở bóng này, đấy, hoặc cắt như này rất là tiện. Các bác không cần phải dùng tay sử dụng, nó sẽ là bất tiện. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây vào đây cho em này. Đấu dây vào đây cho em, cái đầu này mình kẹp vào bình đó và các bác sử dụng thôi. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là công tắc áp quy nhá. Công tắc áp quy giá sẽ là, lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái công tắc như này, đúng như cái hàng của em luôn. Lắp chặt vào cho em này. Đấy, mình vặn thì nó sẽ sáng và bỏ ra thì nó sẽ tắt, thì nó là một cái dạng công tắc đóng ngắt như này, nó rất là tiện. Thì khi các bác muốn dùng bóng bánh các bác không cần phải kẹp nữa, nó rất là bất tiện nhá. Giá thì sẽ là 50.000. Lên mã giúp cho em là công tắc áp quy, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái này là cái gì tự động? Hả? Cái bản lề tự động các bác nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một đôi như này. 30.000 cho một đôi như này thì khi mà về các bác lắp vào hai cái cánh cửa tủ này hoặc là các cái cánh cửa nhỏ. Đấy, chuồng chó, chuồng mèo vân vân thì là các bác chỉ cần lắp vào cho em. Lắp vào bắt vít vào là khi các bác mở cửa ra là sẽ tự nó đẩy vào. Thì nó rất là tiện. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem. Giá chỉ có 30.000 thôi. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà thì ví dụ như cái cánh cửa tủ nhà mình nó bị dơ, bị bong hỏng này. Các bác bắt vít con mới này vào cho em. Đấy, bắt vít vào như này. Và khi các bác mở ra thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ có một con ti, nó sẽ giúp cho các bác là đẩy ra. Đó, các bác thấy không? Đấy, và khi các bác không dùng nữa thì nó lại đẩy vào, nó tự động nó đẩy vào thì rất là tiện nhá. Cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt, 30.000 cho một đôi thôi. Đấy, về nhà các bác lắp vào những cái cánh cửa tủ nhà mình rất là ok luôn nhá. Giá rất hợp lý, 30.000, lên cho em là bản lề tự động 30.000 một đôi.
Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về một số cái mã hàng rất là hot, đặc biệt là bắt đầu vào mùa du lịch rồi. Thì bên shop sẽ về cho các bác cái mẫu ba lô du lịch các bác nhá. Đấy, vali kéo, các bác lên cho em là vali kéo. Đó. Màu sắc thì rất là đa dạng luôn. Kích thước thì em sẽ đo cơ bản cho các bác xem. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đấy, sẽ có hai loại, một loại cao cấp thì sẽ là 900.000 và loại bình dân hơn một chút thì cũng là 650.000. Loại 650.000 này cũng là một loại khá là chất lượng cho các bác rồi. Khá là chất lượng các bác nhá. Hàng này thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác này. Dẫm đạp đập phá thoải mái luôn. Đập banh banh xà banh các bác này. Dẫm đạp đập banh banh luôn, chỉ có đau tay thôi các bác nhá. Chỉ có đau tay thôi. Chất của nó thì cực kỳ là ngon lành cho các bác luôn. Và giá thì rất hấp dẫn nhá. Đó thì bên em có hai mẫu, một mẫu là 650.000 và một mẫu là 900.000. Đấy, đây. Đây em sẽ đo kích thước cho các bác xem luôn. Đấy thì bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, cặp này thì nó sẽ là cặp bình dân này. Cặp bình dân thì giá của nó sẽ là 650.000. Chiều cho nằm xuống. Đấy thì cái chiều ngang của nó sẽ là 40. Rồi, chiều ngang 40 các bác nhá. Đấy, chiều cao thì chiều dài của nó sẽ là 60 và chiều bề dày. Đấy, bề dày của nó thì sẽ là 25 các bác nhá, 25. Đấy. Tiếp theo đấy là con to, còn đây là con bé này. Đấy, em sẽ đo con bé cho bác xem. Con bé này thì chiều dài là 55. Đấy, tính cả chân là 55 nhá. Đấy. Và chiều ngang này là 35, chiều ngang là 35. Ngang 35 và chiều dày của nó thì nó sẽ là 20. Thì khi mà bên em gửi cho các bác thì bên em sẽ bỏ con nhỏ và con to. Đấy, bỏ con nhỏ và con to. Hai con nó sẽ nằm vào nhau. Đấy thì nó sẽ là combo bên em bán theo đôi. Một đôi này thì đôi loại thường thì sẽ là đôi loại thường thì sẽ là 650.000, còn đôi loại VIP. Đấy, loại VIP đây. Đây là loại VIP này. Đấy. Kích thước thì nó như nhau thôi các nhá. Kích thước thì nó đều là như nhau hết. Kích thước thì đều là như nhau. Đây. Nhựa của nó là 100% là nhựa ABS nguyên sinh này. Đấy. Tay nắm hợp kim không gì các kiểu con là điểu luôn. Đây. Đấy, kéo ra rồi đẩy đi rồi xoay vòng các kiểu con là điểu luôn, rất là ngon nhá. Xoay này, đẩy đi này. Đấy. Rất là ngon luôn. Đó thì nó sẽ có cho các bác là mẫu VIP này thì các bác lên cho em là vali VIP thì sẽ là 900.000. Vali VIP là 900k nhá. Đó. Lấy cái bút tên này ghi. Vali VIP thì sẽ là 900.000, còn vali thường thì sẽ là 650.000. Đấy thì đây, cái màu thường thì em cũng có mấy màu như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, em vừa đấy test sản phẩm cho các bác xem đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác xem đây. Dẫm đạp thoải mái luôn các bác nhá. Đó, khóa 13. Các bác có thể ngồi lên cũng ok luôn, không bao giờ lo hề ấn gì. Đó, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Tay nắm của nó này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Kể cả loại thường và loại VIP này thì tay nắm đều bằng hợp kim hết nhá. Đấy, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết. Cực kỳ ngon lành cành đào cho bác luôn. Đó, loại thường loại VIP như này, tay nắm đều bằng hợp kim nhôm hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn. Và bên em sẽ bán theo combo nhá, combo. Đấy, nó sẽ bán theo đôi, từng đôi một. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là đôi loại thường và đôi loại VIP. Đấy thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đấy, vali VIP thì sẽ là 900.000 cho một cặp. Đấy, còn vali thường thì sẽ là 650.000 cho một cặp nhá. Đấy, một cặp đôi. Đó thì đây là loại thường này. Đấy, loại thường. Còn loại VIP thì là nó sẽ có cái bo đầu kiểu như này. Bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu như này các bác này. Đấy, loại VIP là nó sẽ bo đầu kiểu như này. Đấy, còn loại thường thì nó sẽ cũng có bo đầu nhưng mà nó sẽ đây, loại thường thì đây. Loại thường thì nó sẽ bo đầu kiểu này các bác này. Đấy, bo đầu kiểu này. Đấy, loại thường thì nó sẽ là bo tròn, còn loại VIP này thì nó sẽ bo khác hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà về cái chất nhựa nhất của nó thì nó sẽ chất lượng hơn. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì có thể lên theo số điện thoại này của bên em các bác nhá. Đấy, riêng cái hàng này thì hàng cồng kềnh thì các bác phải cọc tiền thì bên em mới gửi các bác nhá. Đó rồi, ok.